Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây nước ca chơ. Đó thì cái này là cái lô rulo dây nước ca chơ anh em ha. Đó, ca chơ là thương hiệu của Đức nha anh em. Đó thì cái lô này á, là cái cuộn dây nước này thì nó dài là 15m. Đó, dài 15m anh em nhìn vô là anh em thấy ha. Đó, nó dài 15m nè. Và cái này là xuất xứ anh em ha, tại Italia nha. Đó, sản xuất tại Italia. Rồi thì cái này á, em cũng quay sơ cho anh em mình coi luôn. Rồi, cái cuộn đi kèm nó phụ kiện anh em ha. Đó là cái rắc nối nhanh nè. Rồi cái đầu đa năng anh em ha. Mình có thể là xịt cái tia gươm hay cái tia xòe gì đó để tưới cây cũng bằng cái đầu này. Với lại một cái tay quay đó, và một cái bát để anh em gắn vô tường đó, đầy đủ cho anh em mình ha. Rồi, thì cái này mở ra cho anh em ha. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng anh em nha. Rồi, dây của nó là dây 13 ly. Đó, dây 13mm. Rồi, chiều dài là 15m anh em ha. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng nha. Và cái phần này, tay cầm này nó làm bằng nhôm, cho nên là nó sẽ không có rỉ sét. Nói chung cái bộ này thì nó rất là bền. Nó hàng của châu Âu thì anh em phải yên tâm về chất lượng ha. Rồi, chiều dài 15m mình kéo ra. Đó, mình kéo tối đa được 15m. Rồi, xài xong thì quấn lại thôi. Nó xài xong thì ở đây có cái tay quay nè. Anh em gắn vô đây, anh em quay lại thôi. Và tự cuốn lại ha. Đó, rồi thì đi kèm nó có cho mình luôn những cái con ốc tắc kê để anh em bắt vô tường nha. Rồi thì cái này nó cũng đầy đủ như vậy, full hợp cho anh em ha. Và cái con này thì như em nói lại nó sản xuất tại Ý luôn nha. Đó, con này sản xuất tại Ý, ca chơ là thương hiệu của Đức mà sản xuất tại Ý, hàng châu Âu, nó rất là xịn nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 990k nha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là mấy cái mẫu máy lọc không khí của Dyson anh em ha. Đó, nói tới Dyson là anh em mình biết rồi ha. Đó, một trong những thương hiệu rất là cao cấp, rất là đẳng cấp từ châu Âu ha. Cái này là của thương hiệu là Dyson. Dyson này là thương hiệu của Anh Quốc nha anh em. Đó, mà cái lô này thì là hàng nội địa Nhật, em nhập ở bên Nhật về. Nó cái đợt này về thì nó may mắn cái tình trạng của nó là mới, chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử sơ ra cho anh em mình coi ha. Đó. Rồi, trước tiên thì anh em mình thấy ha, cái cục adapter rất là to ha. Đó, adapter chính hãng của Dyson nha. Rất là to nha. Rồi, tiếp theo của nó là cái remote nè. Đó, có đầy đủ adapter và remote cho anh em mình luôn nha. Rồi, còn đây là cái mẫu máy lọc không khí ha. Nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok, rất là cao cấp. Những anh em mà mình hay đi trung tâm thương mại như mình vô là Vincom nè, Landmark nè, đó, hay là mình đi những cái trung tâm thương mại lớn thì nó có cái store của Dyson thì anh em có thể vô để chiêm ngưỡng thử ha. Nó những cái đồ của Dyson là giá từ 8, 9, 10 triệu, mười mấy 20 triệu không à, không có rẻ nha anh em. Đó, rồi thì cái này bây giờ em cũng ghim thử điện em test cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này về á, là qua adapter này cho nên là nó sử dụng điện là điện AutoVolt nha anh em. AutoVolt tức là từ 100 cho tới là 220 luôn ha. Đó, cái này á, là hàng nội địa Nhật thì điện của Nhật là 100V là nó xài được rồi. Nhưng mà nó xài luôn được điện cả điện 220 của mình luôn. Rồi, ok anh em ha. Đó. Wow, nó chạy cái hơi mát cũng khá là mát anh em nha. Ở đây á, cái lọc không khí này á, là nó vừa là có chức năng quạt luôn anh em, nó vừa lọc không khí mà nó vừa quạt luôn ha. Nó ở đây nè, cho nên là em cảm giác nó rất là mát nè. Đó, không có cái gì để em thử được à, để em lấy thử một miếng giấy để em thử cái lực gió cho anh em mình xem ha. Đó thì ở đây cái điều khiển này mình cũng có điều khiển được là tắt mở nè, quay qua quay lại nè, nó hoặc là cái cấp độ tăng giảm nè. Nó em giảm 9 nè, 8 nè, 7 nè, 6 nè, còn em tăng lên nè 7, 8, 9, 10 nè. Đó. Rồi, đây nè, em thử cái lực gió cho anh em coi nè. Anh em thấy không? Đó. Rất ngon lành anh em ha.
Cái này thì nó là hai chức năng vừa quạt và vừa lọc không khí nha anh em. Đó, vừa quạt và vừa lọc không khí ha. Cái thứ nhất là nó rất là đẹp, và cái thứ hai là nó cái công dụng của nó rất là tuyệt vời, quạt mát và lọc không khí ha. Đó, anh em coi cái lực gió của nó nha, quá là ok. Rồi thì cái này á là đi kèm của nó là có cái remote luôn cho mình ha. Đó. Rồi em bấm tắt đi, em bấm tắt trước cho anh em mình ha. Rồi khi bấm tắt xong rồi bây giờ em sẽ đo cái kích thước này để anh em mình hình dung nha. Rồi tổng cái chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái đỉnh của nó là khoảng là 41cm anh em ha. Khoảng là 41cm nha. Rồi tiếp theo là em sẽ đo cái dòng này. Cái dòng trên của nó ở trong đây nó bấu là hơi nhỏ anh em ha, là 21 nè. Nhưng mà nếu như ra tới đây chắc khoảng là hết cái vòng tròn lớn của nó chắc khoảng là 24 anh em nha. Rồi còn cái này thì ở đây nó có hiển thị nè. Nó có hiển thị khi em tắt mở là nó hiển thị lên đây nè. Đó, cấp độ ở trên đây nha anh em. Xây phải, xây trái nè. Đó. Rồi, ok. Rất là xịn sò, rất là đẳng cấp luôn nha anh em. Rồi, cái này thì cái chức năng của nó là quạt gió và lọc không khí anh em ha. Nó có một cái màng lọc ở đây nè. Trong cái quá trình mà mình sử dụng lâu lâu á thì nó bị dơ cái màng lọc thì mình mở ra mình vệ sinh cái màng lọc lại thôi nha. Rồi, rất hay, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái lọc không khí và cái quạt và lọc không khí của Dyson này thì bên em đang bán với giá đó là 3.2 triệu. 3.2 triệu cái đợt này về em về là có vẻ được là 3 màu nha anh em. Đó, 2 hoặc 3 màu gì đó, cái này là một màu nè, cái này là một màu nè, nó có màu trắng nữa nè anh em ha. Cái màu em quay là màu đen cam, còn nó có một cái màu trắng nữa nè. Rồi thì nó như nhau, đồng giá với nhau, anh em thích cái màu nào thì inbox cho em nha. Rồi giá là 3.2 triệu. Sử dụng điện là điện auto luôn anh em, từ 100 cho tới 220 luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em lên cho anh chị em là một cái mẫu ghế sofa giường rất là đẹp luôn ha. Đây là cái lô hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ của thương hiệu là Seta. Đó anh em thấy ha. Đó, cái này là hàng xuất khẩu qua Mỹ cho nên cái chất lượng của châu Âu rất là cao nha anh em. Rồi thì cái này á, cái phần tựa lưng anh em có thể mình mở ra thành một cái giường luôn. Rồi khi mình mở ra thì nó sẽ có cái kích thước là ngang là 96cm, còn dài là 1m7 nha anh em. Ngang 96cm, dài 1m7 ha, anh em nằm được 2 người luôn. Rồi cái phần chân của nó làm bằng inox nha anh em. Cái phần chân và khung làm bằng inox rất là xịn ha. Đường kim mũi chỉ nè, cực kỳ đẹp luôn. Cái phần nệm cũng rất là dày. Đó, khi gửi cho anh em là full thùng như vậy luôn nha anh em. Đó, của Seta, khi gửi cho anh em là full thùng nguyên đai nguyên kiện luôn. Đó, rồi còn phần tựa lưng á thì nó có hai cái chế độ để tựa. Một là anh em có thể tựa thư giãn, còn hai là mình tựa cao. Đó, thì cái này là bây giờ em nghiêng xuống cái chế độ cho anh em xem nè. Cái thứ nhất là làm giường ha, cái thứ hai là tựa thư giãn. Nó khi mình nghiêng cái độ cao á để mình ngồi cho nó thoải mái á thì là tựa thư giãn. Còn một chế độ nữa là tựa thẳng để anh em ngồi thẳng lên. Đó, nó khá là tiện lợi nha anh em. Rồi thì cái này á, là anh em nhìn vô là mình thấy có thể ngồi được 2-3 người, 4 người luôn anh em. Đó, khá là ok ha. Cái phần chân bằng inox nhìn nó rất là chắc chắn, với lại nó sẽ không có bị rỉ sét theo thời gian. Rồi thì cái mẫu giường, cái mẫu ghế sofa giường này thì bên em đang bán với giá 1.750.000 nha anh em. Đó, ở đây nó còn cái tem thương hiệu luôn nè, của Seta nha. Nguyên đai nguyên kiện, rất là đẹp luôn nha, cực kỳ dày dặn. Rồi cái này giá tại Mỹ á, thì đang bán là 200 mấy chục đô á. Nó còn giá của bên em là chỉ có 1.750.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Cái lô này thanh lý cho nên số lượng có hạn nha. Anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng châu Âu đợt này về, em về được một cái đồng hồ để bàn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây. Đó, mẫu đồng hồ đĩa bàn, đồng hồ cơ đĩa bàn ha, hàng châu Âu. Đó, đây là mặt sau nè, còn đây là mặt trước nè, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này á là cái chiều dài của cái phần chân nó là 38cm nha anh em. Chiều dài phần chân là 28cm chứ, chiều dài phần chân là 28cm nha. Còn chiều cao của nó là 18cm.
Đường kính của cái mặt đồng hồ là 11 cm. Đó, 11 cm. Rồi cái này thì nó là hai cái lỗ cót hết anh em, hai lỗ cót đi kèm cái đầu lên cót luôn nè. Hai cái lỗ cót này thì cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần nha. Rồi thiết kế hoa văn của châu Âu nhìn rất là đẹp ha. Rồi còn đây là phần bên trong nè. Đó anh em thấy ha, một cái quả lắc, một cái chuông ha, đây nè. Đó, âm thanh rất là ok. Rồi máy hoạt động hoàn hảo nha anh em. Đây. Đó, cái này là cái bộ máy bằng đồng rất là đẹp ha. Thì những cái bộ máy như vậy thì mình sử dụng là một vài trăm năm là bình thường luôn á. Rồi thì phía sau nó có một cái miếng lưới để chắn lại ha, kiểu như chắn bụi bẩn đồ này nọ, côn trùng rồi thôi. Rồi thì cái này em cũng test thử cái tiếng chuông cho anh em mình xem nha. Đây thì cứ 30 phút là sẽ điểm chuông một lần. Đó, 30 phút là điểm chuông một lần, tròn giờ thì nó sẽ điểm nhiều hơn. Đó, rất là đẹp ha anh em. Cái mặt cũng đẹp nữa nè. Đây, cái phần mặt nè. Đó, khá là đẹp ha. Rồi, những cái này để bàn thì cực kỳ đẹp nha anh em. Nhất là anh em decor những cái không gian cổ á. Đó. Rồi, cái này á thì em cho nó đánh chuông cho anh em xem nha. Đó, đánh chuông anh em nha. Cứ đó, tiếng chuông rất là vang nha anh em. Lên cái nữa nè. Đó, khá đẹp, khá hay. Rồi, nói chung cái con này để trên bàn thì nó đẹp lắm, rất đẹp nha anh em. Để em quay lại cho anh em xem cái mặt trước nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi ok anh em, thì cái con đồng hồ để bàn này hàng châu Âu này thì bên em đang bán với giá là 6,5 triệu nha anh em. Đó, 6,5 triệu nha, chỉ có một con duy nhất nha. Rất đẹp luôn anh em ơi. Rồi 6,5 triệu, anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Đây em mới về được cho anh chị em một cái máy massage hàng nội địa Nhật. Đó, siêu VIP ha anh em, của thương hiệu là Sokno. Đó thì cái máy massage hàng nội địa Nhật này á, cái mẫu này nó cực kỳ cao cấp nha anh em. Đó thì cái này là một cái thương hiệu rất là cao cấp ở bên Nhật. Nó những cái mẫu này thì nó thuộc dạng là ghế massage dạng VIP nha anh em. Và cái con này khi em nhập về cái tình trạng của nó đẹp khoảng là trên 95%. Đó, nó gần như mới luôn anh em ha. Nó trên 95%. Nó tất cả cái nội ngoại thất của nó thì anh em nhìn vô là anh em thấy ha. Đó, cái da của nó nè, da của nó là màu đỏ anh em ha. Da đỏ ha, da đỏ, và nó có phối cái vải đen. Đó, cho nên nó rất là êm, rất là đẹp luôn á. Nhìn nó thiết kế kiểu tương lai nè. Đó, anh em nhìn thấy ha, nó rất đẹp nha. Rồi, ở bên hông cái này nó có cho mình cái túi dạng anh em khi mà mình ngồi massage có thể mình đựng điện thoại hay là cái gì đó, những cái đồ lặt vặt. Rồi, và cái này tổng thể thì ở bên ngoài thì anh em nhìn vô là mình thấy rồi, bằng da. Và cái này cái thông số của nó nằm ở phía sau. Đó, anh em thấy mọi thứ đều rất là đẹp nha. Còn gần như mới luôn anh em ha. Đó, cái này là đây, còn cái tem ở đây luôn cho anh em. Đó, còn cái tem ở đây luôn anh em ha. Đó, cái tem tiếng Nhật không à. Rồi, thì cái này là cái thông số của nó là điện của nó là điện 100V nè anh em ha. Nó hàng nội địa Nhật cho nên điện của nó là điện Nhật 100V, công suất 165W. Đó, rồi ở phía sau thì nó có cho mình luôn là cái dây cắm nguồn nè. Rồi công tắc on off mình mở phía sau nha. Rồi, thì ở đây khi mà em muốn test cho anh em thì em sẽ gắn cái cục chuyển điện. Rồi, là em ấy thôi. Còn công tắc thì on off cũng như cái bảng điều khiển thì nằm ở đây. Nó tất cả cái bảng điều khiển thì đều nằm ở trên cái remote này. Đó, tất cả là tiếng Nhật nhưng mà mình nhìn vô là mình hiểu anh em ha. Đây là chế độ on là tất cả nè. Đó, chế độ e nè, chế độ toàn thân nè.
rồi tai cổ nè, rồi chế độ như là ban ngày ban đêm, mạnh nhẹ, rồi ngã ghế nè, rồi cường độ mạnh nhẹ ha, tắt mở ở đây đó. Thì cái ghế này em có thể là em mở lên cho anh em luôn, mở lên rồi cái là mình nghiêng nó thôi. Đó anh em thấy nè, em điều chỉnh cái ghế nè, đó nó nghiêng nè, anh em thấy cái độ nghiêng của nó không? Đó nó nghiêng. Thường những cái tư thế này anh em có thể nằm ngủ cũng được nữa ha. Những cái tư thế mà nó nghiêng nhiều á là mình có thể thư giãn anh em ha, thư giãn nhiều bằng cái tư thế nghiêng nhiều. Còn nếu như mà mình không muốn thì mình có thể xếp nó lại lên trên đó, mình chỉnh nó là anh em thấy ha. Đó em chỉnh là nó đứng lên luôn nè anh em. Đó rất là nhiều cái chế độ anh em ha. Rồi còn ở đây là những cái chế độ như là đây em sẽ chọn cái chế độ là toàn thân cho anh em luôn. Đó khi chế độ toàn thân là bắt đầu là nó sẽ đánh từ phần lưng anh em ha. Toàn thân thư giãn cường độ nhẹ nè, nó sẽ đánh từ phần lưng. Đó rồi tới phần tay. Đó nó đang điều chỉnh cái phần lưng của mình phù hợp á anh em ha. Đó rồi tới phần cổ. Nó rất rất là hay anh em. Nó nói chung nè, đó nè anh em thấy nó bơm phòng lên phòng xuống nè. Đó thì bởi vì nó có là một ở bên ngoài là một cái lớp da rất là dày rất là êm cho nên là anh em sẽ không thấy nhiều, nhưng khi mình dựa cái lưng vô thì cảm giác sẽ rất là thoải mái. Với lại nó có rất là nhiều cái cường độ cũng như là mạnh nhẹ nữa. Nè tới phần tay nè anh em thấy không? Đó đây nè. Đó nó bơm cái phần tay lên nè. Đó. Đó thấy không, nó bơm cái phần tay, massage tới phần tay. Còn ở đây là phần là lưng. Đó lưng anh em thấy không? Đó. Đó nó chạy nè. Đó tại vì nó có là một cái kỹ thuật massage cho nên nó sẽ massage từ nhẹ tới mạnh, nó sẽ làm dần tăng dần theo cái cường độ chứ không phải bay vô là làm mầm, có thể cơ thể mình nó chưa quen anh em ha. Đó nè bắt đầu là nó bơm lên nè. Đó nói chung là rất là nhiều cái chế độ luôn anh em ha. Đó tới phần yên nè. Đó anh em thấy không? Rồi tới phần chân nè. Đó anh em thấy không? Đó nếu như mình để chân vô thì bắt đầu nó phồng, nó bóp, nó bó chân. Nó thường những cái thương hiệu mà máy massage nổi tiếng như vậy thì nó đều có kết hợp với vật lý trị liệu cho nên là nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Người Nhật người ta cái dân số của người ta là dân số già cho nên là những người già thì hay bị đau xương, đau khớp, mỏi lưng nữa. Thì người ta có những cái máy này nó vừa giảm đau mà vừa vật lý trị liệu nữa, nó cũng điều trị nữa ha. Nó nói chung nó rất là hay luôn nha anh em. Đó rồi ok anh em, thì rất là nhiều cái chế độ cũng như cái cấp độ anh em có thể tăng giảm mạnh nhẹ ở đây nè. Đó nhanh chậm được các thể loại luôn cho anh em mình ha. Anh em khi mình ngồi lên thì mình cứ bấm rồi mình chọn cái chế độ nào đó phù hợp với mình là mai mốt mình bấm cái đó là được ha. Nói chung nè, đó rất là hay luôn nha anh em. Đó anh em nhìn thấy đó, bắt đầu tới đấm nè. Đó thấy không nè, bắt đầu tới đấm nè. Đó đó nó làm theo trình tự anh em ha, theo trình tự nó, theo trình tự của vật lý trị liệu. Đó bắt đầu là nó phun toàn thân nè, cái này là phần tay, nó tới phần lưng nó đấm lưng nè. Đó đó còn phần tay thì bây giờ nó xả ra. Đó khá này, nó đấm lưng nè anh em thấy không, nó đấm nè. Đó rồi tới cái phần tay ha. Đó rồi nói chung nó toàn thân và nó có cái chế độ là thí dụ anh em muốn cái phần lưng thì nó chỉ đấm lưng thôi cũng được nữa. Đó anh em về điều chỉnh là ok, còn xài xong bấm nút này là tắt thôi. Đó khá là ok anh em ha. Rồi thì cái con máy massage này của thương hiệu là Sono, tình trạng của nó là đẹp khoảng 95%, gần như mới luôn nghe nè. Đó hàng nội địa Nhật về. Đó nó rất là đẹp luôn. Nói chung là còn rất là đẹp ha. Rất là đẹp như vậy. Rồi giá của nó là 38 triệu nghe anh em. Giá là 38 triệu ha. Cái con này giá tại Nhật hơn 60 triệu nghe anh em. Đó giá tại Nhật nó là đã là khoảng 63 64 triệu đó.
Nó mà khi mà về tới Việt Nam mà được như vậy, nó một cái con thanh lý được như vậy mà giá chỉ có là 38 triệu thôi thì giá cực kỳ tốt nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm tới mẫu ghế massage này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt cành cộng lực anh em ha. Đây, đây là cái mẫu kéo cắt cành cộng lực, bởi vì cái tay nó tay dài á, cho nên khi anh em cắt cành mà bằng cái kéo tay dài thì nó sẽ cắt được những cành to mà nó sẽ rất là nhẹ anh em ha. Cho nên ta gọi là kéo cắt cành cộng lực. Thì cái kéo này á là anh em có thể mình thu lại hoặc mình kéo ra nữa nè. Đó, cái này nè. Cái cán này là mình có thể mình rút dài tối đa luôn nè, để em rút ra cho anh em xem. Đó, siêu dài anh em ha. Nè, để xa cho anh em coi nè. Đó, thì khi mà anh em kéo dài á thì mình cắt những cái cây á, cái lực cắt nó sẽ rất là nhẹ. Nó những cái cành cây được cắt rất là nhẹ nha. Đó, còn mình thu lại thì chỉ ấm nút này rồi mình đẩy nó lên thôi. Rồi thì cái kéo này nè, em cũng sẽ đo sơ kích thước cho anh em luôn nha. Rồi chiều dài khi mà mình thu lại anh em, chiều dài khi mình thu lại tối đa của nó là khoảng là 66.5 cm. Đó, còn cái chiều dài khi mình mở tối đa nè. Đó, em mở thử tối đa ra cho anh em luôn. Đó, ngắn nhất là 66 anh em. Còn cái phần dài nhất á là nó lên đến là 1 m anh em ha. Đó, nó lên đến là 1m01 luôn nha. Đó, thì nó khá là dài. Thì nó dài như vậy á, thì nó sẽ giúp anh em, nó hỗ trợ cho anh em cắt được những cái cành cây ở trên cao ha. Nó dài tối đa tới 1 m lận. Nó cho nên là mình sẽ cắt được những cái cành cây ở trên cao. Và thêm một cái nữa, khi nó dài thì cái lực cắt của mình nó sẽ nhẹ đi. Nó mình cắt được những cái cây á, nó sẽ nhẹ đi anh em ha. Đây nè, đó, nó cộng lực ha. Đó, khá là ngon nha anh em. Rồi thêm cái nữa là cái ngàm nè, khi em mở tối đa. Đó, khi em mở tối đa là sẽ tối đa của cái ngàm nó là lên đến là hơn 5 cm anh em ha. 5.5 cm nha. Ở trên đây á, thì khoảng 7 cm, nhưng mà dưới đây đi. Đó, khoảng là 5 cm. Thì tức là anh em sẽ cắt được những cái cành cây 5 cm ha. Ví dụ cái cổ tay em bỏ vô nó cũng vừa luôn nè. Đó, thì anh em thấy ha. Đó, mình sẽ cắt được những cái cành cây nó khoảng cái cổ tay của mình nha. Đó, khá là ok luôn nha anh em. Rồi, thì cái kéo cắt cành cộng lực này thì bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. 350k, tình trạng là mới chưa qua sử dụng nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á, là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô, nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Nó cái phễu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây nữa. Cái cây này rất là cao cấp luôn nha anh em. Đó, đây là cái cây hàng câu rất là cao cấp. Cái cây này á, là nó chiều dài của nó là 6m3. Đó, 6m3 carbon. Rất là đẹp luôn á. Cây này là thuộc dạng là dòng rất là cao cấp ở bên em luôn nha. Rồi, mở ra cho anh em coi. Đó, thì ở đây mình cứ việc mình rút ra thôi. Đó, vân carbon cực kỳ đẹp luôn. Đó, khi mà một cái cây hàng câu á, mà khi mà cái độ dài của nó mà tới 6m3 mà anh em kéo ra nó thẳng băng như vậy luôn là anh em mình nhìn vô là mình thấy nó rất là xịn nha. Đó, còn những cái cây mà nó cao quăng á thì nó không có đã đâu. Đó, những cái cây này thì anh em ha, mình câu cá rồi rất là đã. Cái vân của nó là vân carbon nè. Đó. Rồi còn nếu như anh em mà mình lấy xong thì mình chỉ việc mình rút lại thôi. Đó. Ha, câu xong thì chỉ việc rút lại anh em ha. Những cái khớp nối cũng như những cái vân carbon nhìn rất là đẹp luôn á. Rồi cái này á, cái ngọn nè, phần ngọn nó nè, carbon ha. Đó, phần ngọn nó nè. Rồi thì cái cây này bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha anh em. 1.1 triệu nha, cây cần câu carbon rất là cao cấp ha.
giá 1,1 triệu, anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Để cho anh chị em là một cái mẫu bếp nướng nha anh em. Đó, đây là cái mẫu bếp nướng điện ha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái mẫu bếp nướng này nó cũng rất là dễ dàng sử dụng anh em ha. Đó, khi mà anh em sử dụng thì chỉ việc là mình xếp ra rồi mình ghim vô điện mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm điều chỉnh nhiệt độ anh em ha. Đó, điều chỉnh nhiệt độ ha. Cái này thì anh em mở ra rất là tiện lợi luôn nha. Đó, cái này chỉ là cái chui điện thôi, khi vệ sinh đồ á thì anh em chỉ việc mở ra rồi mình lấy cái phần bếp này ra thôi. Đó, rất là đơn giản ha, rất là đơn giản, rất là sạch sẽ luôn anh em ha. Rồi ở trên đây nó làm cho mình, thiết kế cho mình một cái lớp là lớp chống dính anh em thấy không. Đây là một cái lớp chống dính, nó gồm là nguyên một cái mảng to như vậy. Anh em thí dụ là anh em muốn nướng ở bên nào thì anh em nướng ha. Cái này thì nó có cái sóng sóng để dạng như nó chảy dầu mỡ ra ngoài. Còn cái này thì như là một cái phần mặt láng đó, anh em muốn chế biến thức ăn theo hình thức nướng hay xào gì đó thì ok, rất ok nha. Rồi còn cái này là phần điện ha, anh em ghim vô trong đây thôi. Nó bên hông đây nó có một cái chui điện nè, nó mình chỉ cần ghim vô thôi. Cái này là nó là thương hiệu của Emmet ha, Emmet này là hàng châu Âu nha anh em. Đó, đây đây nè, đó đây là Emmet hàng châu Âu ha, nó xuất qua những nước như là Berlin nè, Paris nè. Berlin là của Đức, Paris là của Pháp ha, Roma là của Ý nè. Đó, Emmet Germany, nó đặt trụ sở đây là có rõ ràng ha, trụ sở này là ở Cộng hòa Séc ha. Đó, thì cái hàng châu Âu thì anh em biết rồi, nó rất là bền và rất là xịn. Nó cái này thì châu Âu thì nó yêu cầu cái tiêu chuẩn về cái an toàn thực phẩm cũng như là cái độ bền ha, rất là cao, cho nên mình không cần phải lăn tăn về chất lượng nha anh em. Rồi thì bây giờ em cũng sẽ đo sơ cho anh em cái diện tích, cái kích thước luôn. Tổng kích thước của chiều dài của nó khoảng là 56cm nha anh em. Tổng chiều dài là 56, riêng về cái phần nướng là khoảng 45. Còn cái phần nướng này dài là 45 ha, ngang là 25. Ở trên đây thì thiết kế là anh em thấy ha, nó chống dính, dầu mỡ chống dính ha, 45 x 25. Nó kích thước là ngang, là nó ngang là 25, dài là 45. Đó, tương đối rất là to nghe nè. Những cái này thì anh em nướng cả gia đình 4 người 5 người ăn rất là thoải mái luôn nha. Đó, em đặt bàn tay cho anh em thấy ha, nó xếp được rất là nhiều thức ăn ở trên đây luôn. Rồi thì rất là ngon. Cái công suất của nó là 1800W nha anh em. Công suất 1800W ha, hàng châu Âu, sử dụng điện là điện 220V luôn. Nó ở đây có cái núm điều chỉnh nhiệt độ anh em ha. Ví dụ khi mình để lên muốn nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao thì chỉ việc dặn cái núm này thôi. Rồi, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi thì cái bếp nướng này thì bên em đang bán với giá là 1.050.000. Đó, 1.050.000 nha anh em. Giá cực kỳ tốt cho anh em nhân dịp cuối năm ha, cho anh em mình mua sắm ha. Rồi, 1.050.000 cái bếp nướng này nha anh em. Hello, vòi rửa tay anh em ha. Đó, cái lô vòi rửa tay hoặc rửa chén bát đỏ ha, nó hàng nội địa Nhật anh em ha, rất là xịn sò luôn nha. Đó, tình trạng là hầu như là chưa có qua sử dụng luôn anh em, nó chỉ về nó không có cái hộp thôi, mình lau vệ sinh lại thôi, rất là ok nha. Rồi thì cái đây là cái vòi rửa tay của Panasonic anh em nha. Đó, đây đây là của Bana nha, rất là đẹp luôn anh em. Đó, cái này là nó làm nó phủ một cái lớp chrome ở ngoài nên nhìn rất là đẹp ha. Còn đây nè, đó, đây tắt mở ở đây. Và cái này là nó có nóng lạnh luôn anh em, nóng lạnh luôn ha. Nó dành cho anh chị em mình á, mà mình có cái sử dụng máy nóng lạnh thì mình sử dụng hai cái vòi, một vòi nóng một vòi lạnh anh em nhé. Còn nếu như mà mình chỉ sử dụng lạnh không thì mình cắp vô hai cái vòi nào cũng được. Rồi, nó cái này là của thương hiệu Panasonic ha. Nó tình trạng của nó thì còn rất là ngon lành luôn nha anh em. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình hình dung được nha. Rồi thì cái vòi này nè, nó cái chiều dài của từ trong đây ra tới ngoài cho anh em mình ha, nó là nó khoảng là 30 anh em ha. Từ tới cái chỗ này là 30, qua tới bên đây là khoảng 35-36 nha. Đó, còn ở dưới đây nè, đó, còn ở dưới cái phần này thì khoảng là 14 đi. Đó, khoảng là 14 nha anh em. Rồi, thì cái này là của Panasonic anh em ha. Nó rất là xịn sò ha. Cái vòi lửa rửa tay của Panasonic ha, hàng nội địa Nhật nha.
Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu nha anh em. 1 triệu một cái ha, tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, chưa qua sử dụng ha, không có hộp nha. Rồi giá 1 triệu một cái nha anh em, rất xịn sò nha. Rồi còn nếu như anh em mình mà mình có cái nhu cầu mà mình tìm một cái nó cao cấp hơn nữa, nó thương hiệu lớn hơn nữa thì ở đây. Nó đây em về được cũng một ít cho anh em mình luôn. Cái này á là nó là của thương hiệu là Toto. Đó, rất là cao cấp nha. Rồi thì cái này em cũng mở ra cho anh em coi sơ luôn. Đó. Rồi cái này là nó của Toto nha anh em. Nó và nó cũng có là nóng lạnh luôn anh em ha. Nó cũng có nóng lạnh luôn cho anh em mình nha. Rồi thì hai cọng dây của nó nè. Nó tình trạng hầu như cũng chưa có qua sử dụng luôn anh em nha. Rất là xịn sò ha. Nó cái hàng Toto thì anh em mình ha, nếu như mình chuyên về nội thất đồ hang này nọ là mình biết rất là nhiều về cái đẳng cấp và cũng như cái chất lượng của những cái vòi rửa tay Toto anh em ha, rất đắt tiền nha. Đó. Thậm chí bên Ý người ta cũng xài những cái này. Rồi, nó thì cái này nó cũng có nóng lạnh cho anh em luôn ha, nó cũng có nóng lạnh hai bên anh em xả van nào cũng được nha. Nó nóng lạnh. Rồi thì cái này là của Toto anh em ha. Đó. Rất là xịn sò. Nó sản xuất tại Nhật luôn anh em. Rồi, ok thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình hình dung được nha, cái chiều dài của nó nha. Em thấy nó xem với con bên kia. Rồi đúng rồi, nó cũng bằng kích thước con bên kia luôn anh em ơi. Nó chiều dài ha. Từ cái mũi từ cái vòi rửa tay vô tới trong đây là khoảng 30, qua tới bên kia là khoảng 34 ha. Còn từ dưới đây lên tới trên là khoảng 14 cm. Đó, rất là đẹp anh em nha. Thường những cái này cái số lượng nó không có nhiều anh em ha. Nó em thùng em chỉ có được mấy chục cái thôi. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Cái này thì giá của nó là 1 triệu rưỡi nha anh em. Đó, nó sẽ mắc hơn cái Bana xíu nha. Nó Bana là 1 triệu còn nó là 1 triệu rưỡi anh em ha. Đó, rất là xịn sò của Toto nha anh em. Rồi, rất là chất lượng ha. Mua một lần là mình xài biết bao nhiêu năm luôn á. Rồi, rất là cao cấp. Thường anh em mà mình mua những cái này mà mình mua mới chắc khoảng 4-5 triệu, 3-4-5 triệu một cái quá. Rồi, ok, giá bên em chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha anh em. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy bắn đinh đa năng. Đó, đây là cái máy bắn đinh bê tông đa năng luôn nha anh em. Tức là nó bắn được mọi vật liệu luôn ha. Bắn được bê tông nè, bắn được sắt nè, bắn được gỗ nè, nói chung là bắn được rất là nhiều cái loại vật liệu luôn nha. Rồi thì nó bắn nó sử dụng bằng cái đinh anh em ha, nó sử dụng là bằng đinh nổ ha. Cái đinh này á là nó có thuốc nổ ở trong đây nè. Nó khi mà anh em mình ghim vô, nó mình ghim cái này vô, mình bắn thì nó sẽ lủng mọi vật liệu luôn nha. Đó, rất là mạnh luôn ha. Nó giúp mình thao tác công việc rất là nhanh. Rồi thì bây giờ ở đây á em sẽ test thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả cho anh em mình xem luôn nha. Rồi thì khi sử dụng thì anh em chỉ việc ghim cái đinh này vô đây thôi. Đó, rồi mình bắn ha. Cái này là nó là đinh nổ cho nên là nó rất là mạnh anh em ha. Nè, em bắn vô trong tường bê tông cho anh em coi luôn nè. Đó, anh em thấy không? Khá là ok ha. Nó cứng ngắc luôn nè. Không gỡ ra được luôn nè. Bắn thêm cái nữa cho anh em ha. Bởi vì ở đây nó có cái thuốc nổ ở phía sau nè. Đó, mình để vô như vậy thôi. Mình chỉ việc là mình lắp vô. Đây. Lắp vô. Đè mạnh vô ha. Đó, là dính cứng luôn anh em ha. Đó, cái này thì mình gỡ ra. Đó, khá là ok nha anh em. Đó, rồi cái này là bắn vô bê tông anh em ha. Đó, bắn vô tường nè, cứng ngắc luôn. Nói mình thao tác công việc mình rất là nhanh luôn nha anh em. Rồi, ở đây thì em sẽ bắn vô trong sắt cho anh em coi luôn. Rồi, em bấm vô gỗ cho anh em coi nha. Đó, rất là mạnh ha. Đó. Đó, nó bắn vô trong gỗ luôn nha anh em. Nó nói chung là nó bắn được các thể loại ha. Dạ rồi, thì sau khi mà test xong cái khả năng cũng như cái hiệu quả của cái máy bắn đinh này thì anh em thấy ha, thao tác công việc cực kỳ nhanh ha. Thay vì bắn vô tường thì mình phải khoan tắc kê đồ mọi thứ rồi rất mất thời gian. Còn này chỉ cần ghim vô là bắn thôi. Thì trọn bộ của nó thì sẽ như hình anh em ha. Trọn bộ của nó là gồm là một cái cây súng nè. Đó, một bịch đinh là gồm 20 viên nè. Đó, một cặp bao tay nè, một cái kính mắt nè anh em ha, với lại những cái phụ kiện cho anh em thay thế. Rồi, với lại nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu mà mình mua thêm
Nó có nhu cầu mình mua thêm đinh thì một cái bịch đinh 50 cây thì bên em đang bán với giá 100k nhé. Còn trọn bộ này thì giá của nó là 480k. Đó, trọn bộ full hợp như vậy thì giá là 480k. Rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em lên cho anh chị em là một cái máy cắt cỏ sử dụng xăng nha anh chị em. Đó thì đây là máy cắt cỏ của thương hiệu Steel. Đây là thương hiệu rất là nổi tiếng về cái động cơ xăng luôn, cũng như là máy cưa xích, máy cắt cỏ hay là những cái máy nổ khác nha. Rồi thì cái con này là tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn. Thì bây giờ em sẽ khui thử ra cho anh em xem thử luôn ở bên trong như thế nào nha. Rồi thì hàng thùng thì rất là đẹp rồi anh em ơi ha, hàng thùng thì rất là chuẩn rồi. Rồi thì ở bên đây là những cái phụ kiện lặt vặt của nó nè, em cũng mở ra luôn cho anh em coi luôn. Rồi mở cái thùng phụ kiện ra luôn anh em. Đó. Trước tiên nó có cái này ha, cái này là cái đồ mà gắn để chụp bảo vệ cái lưỡi nè. Đó. Rồi còn cái này là cái tay ha, đó hai cái tay hai bên thì em cũng gá sơ vô cho anh em mình coi luôn. Còn cái này là một cái bình ha, cái bình này là cái bình bởi vì khi nó sử dụng cái động cơ mà xăng pha nhớt á thì cái bình này để người ta cho mình pha xăng với nhớt ha. Thường á là mình pha cái tỷ lệ là 2% nha anh em, tức là 100% xăng thì là 2% nhớt. Đó, nó cũng tương đối rất là ít thôi. Rồi ở đây á thì nó có kèm cho mình một cái lưỡi cứng nha anh em. Đó, cái lưỡi cứng chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, cái này của hãng luôn. Rồi thì cái lưỡi cứng này thì anh em lắp vô cũng được, mà khi mà mình về á, mình mua về mình có thể là mua cái lưỡi theo cái nhu cầu sử dụng của mình luôn. Đó, mình có thể mua những cái mẫu lưỡi mà mình hay sử dụng thông dụng ở nhà cũng được. Còn đây là cái lưỡi của hãng cho theo máy nha. Rồi em cũng gá sơ vô. Rồi đây nè, em mở. Bây giờ em cho anh em coi cái động cơ ha. Đó, đây là cái động cơ của cái máy nè. Đó, cái này, cái động cơ này á thì nó khoảng là 25cc nha anh em. Đó, động cơ nó là 25.5cc. Rồi ở bên đây nó có một cái ngăn, ngăn này để biểu tượng bình xăng, thì tức là mình xăng pha nhớt mình bỏ vô đây thôi. Rồi thì cái này tình trạng chưa có qua sử dụng cho nên là anh em nhìn thấy là nó rất là đẹp, rất là xịn sò hết bài luôn. Em gá sơ vô cho anh em mình coi luôn. Đó, đi kèm thì cũng có những cái phụ kiện lặt vặt cho mình để mình có thể tự ráp cái máy này luôn nha anh em. Rồi thì ở đây cái đầu lục giác thôi, mình chỉ việc là mình dặn nó rồi mình gá vô thôi. Đó, gá hai cái tay cầm. Còn cái bên đây nó có cái tay này có núm chỉnh luôn anh em ha. Đó, để anh em đề ga đó, cái ga lớn ga nhỏ gì là anh em bóp ở đây thôi. Rồi rất là xịn sò. Còn cái này đã chốt an toàn. Bình thường nếu như anh em chỉ cần bóp vô cái này là nó không được nè. Cái này là cái núm ga này là không được, mình phải bóp cái chốt an toàn này là mình mới bóp được cái núm ga. Nó tránh cái trường hợp là có khi là mình vô tình mình cầm trúng á, cái là nó chạy cái máy. Rồi ở đây thì em cũng gá sơ sơ vô cho anh em mình coi luôn. Tay bên kia luôn. Gỡ phần bọc ra luôn nha. À, rồi để vậy luôn. Rồi ok. Nói chung là trong vòng một nút nhạc thôi ha. Ráp cái này trong vòng khoảng 3 phút là xong rồi anh em ơi. Rất nhanh ha. Thường á, những cái máy mà Steel này á, thì anh em mua hàng bãi thì nó cũng mềm rồi, mà giá nó cũng không có rẻ đâu. Những cái máy Steel này nếu như anh em mua cái máy cũ mềm thì giá nó cũng tầm khoảng 2 triệu rồi, 2 triệu mấy rồi. Mà bây giờ á, em nhập được của hãng về, nó một cái lô máy mới mà giá rất là tốt luôn, chỉ có 2.850.000 thôi. Nó anh em mua cái hàng bãi, cái máy cũ nhèm là gần hơn 2 triệu rồi. Mà cái này là máy chưa qua sử dụng luôn mà chỉ có 2 triệu 8 thôi. Thì thật ra là mình mua đồ mới nó ok hơn nha anh em. Bởi vì nội mà một cái lưỡi như vậy, nếu như anh em mình đi mua ở ngoài, cái lưỡi này cũng phải từ 300-400 ngàn một cái. Nó cho nên là mình mua cái máy cũ thì nó đâu có cái lưỡi mới. Đó, thì tiền cũng vô đó thôi mà mình mua được cái máy mà mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi còn cái phần này. Đó đây. Cái phần này thì người ta gắn lên đây để nó chụp bảo vệ lại thôi. Đó đây. Đây nè, mở cái đó ra. Đúng rồi, mở cái này ra, gắn vô đây. Rất là tiện lợi anh em ơi. Nói chung là em bán đồ bãi nhiều nhưng thật ra những cái đồ mà hàng xịn á mà khui thùng ra là em mê lắm. Mở một bên thôi là được. Dần mới đúng nè. Đúng rồi. Quá ok.
Rồi thì những anh em nào mà mình hay sử dụng máy cắt cỏ cũng như là cái máy cưa xích đồ đó ha, đó những cái động cơ xăng á, thì mình biết về cái thương hiệu Steel này rồi ha. Đó, Steel này là cái thương hiệu rất là nổi tiếng nha anh em, rất là nổi tiếng, rất là cao cấp luôn. Rồi thì em sẽ quay tổng thể qua cho anh em mình coi nha. Đó, tổng thể này, ở đây nó có cho mình luôn cái dây đeo nha anh em. Cái dây này để anh em đeo lên mà anh em có thể mà mình cắt cỏ ha, cho nó phù hợp. Rồi ở đây thì nó có cái nút start stop ha. Đó, khi mà anh em mình á, mà mình khởi động máy thì mình chỉ cần bấm nút start này thôi. Rồi là mình, đó ở đây mình kéo e ra rồi mình đề nổ thôi. Đó, còn khi anh em nghỉ á, thì bấm đây, nó nút đây stop mình bấm vô thôi là ok. Rồi thì em quay tổng thể lại cho anh em coi cái máy ha. Đây là máy cắt cỏ. Rồi đó, giùm anh chiều dài luôn, chiều dài từ trên đây tới cái đầu nó là bao nhiêu luôn. Rồi tổng thể chiều dài của này là 1m8 nha anh em, 180mm nè, là 1m8 nha. Rồi hai tay cầm hai bên. Rồi anh em mua về chỉ việc là đổ xăng vô mà xài thôi. Đó, động cơ xăng pha nhớt thì chỉ việc đổ xăng vô xài thôi. Còn lại tất cả những cái đồ ở dưới đây thì nó đều là hàng mới chưa qua sử dụng hết. Rồi ở đây thì nó có cái e ở đây nè anh em. Đó, cái e ở đây ha. Đó, rồi ok, quá tuyệt vời luôn. Giá chỉ có là 2.8 triệu thôi, 2.8 triệu thôi. Anh em mua cái đồ cũ mềm mặn hàng bãi Nhật gì thì nó cũng hết 2 triệu rồi. Nó quên, cái này là 2.850.000 anh em. Đó, rồi giá của nó là 2.850.000 một cái máy cắt cỏ của Steel ha. Đó, hàng chính hãng full thùng như vậy luôn cho anh em mình luôn nha. Anh em nào mà quan tâm cái mẫu máy cắt cỏ này thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Giá của nó là 2.850.000 nha anh em. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện, mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè, nó ghế sofa nè, giường nè, giường ngủ nè ha, chăn ra gối nệm nè. Đó thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha, cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á, là nó là, rồi con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung. Khi anh em mở lên, khi anh em mở máy lên á, thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao, để cho khi mà để trên nệm đó, thì đây em mở thử cho anh em coi nè. Đó, nó rung nè. Đó, nó rung nè anh em thấy không. Đó, đó thì cái phần này nó rung á. Khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này. Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220. Chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha, đẩy qua lần nào là sạch lần đấy liền. Đó, rồi sạch trơn luôn. Đó, thấy không, rất là ok anh em ha. Ở đây hai này nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi trong cái lúc mà nó hoạt động thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi á, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi, mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây, những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga gối nệm hay sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái ấm đun. Đó, đây là ấm đun nước nha anh em. Cái này á, thì nó rất là hay ở chỗ là nó có thể đun được bằng các loại bếp luôn, như là bếp từ, bếp ga và bếp hồng ngoại thì đều đun được hết luôn nha anh em. Và cái ấm này nó có cái dung tích là 3 lít anh em ha. Dung tích là 3 lít. Rồi cái này á, thì
nó là sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Đó, cái ấm của Đức và sản xuất tại Đức luôn. Rồi, ở đây thì nó có cái nắp này anh em, chỉ việc mình mở cái nắp này ra rồi mình bỏ nước vô đây thôi, xong rồi mình đẩy lại rồi mình đun. Thì ở đây nó có cái nút này anh em, cái nút này á, thì khi anh em bóp vô thì nó sẽ mở cái nắp này ra để anh em có thể mình rót nước ra ngoài nha. Đó, nó làm rất là tiện lợi anh em ha. Bình thường á thì nó đậy lại để cho nó ngăn bụi bẩn và côn trùng anh em nha. Đó, còn khi mà mình rót thì mình bấm cái nút này thì nó sẽ mở ra. Đó, rất là tiện lợi anh em nha. Rồi, đun được các loại bếp, bếp từ, bếp ga và bếp hồng ngoại luôn ha. Dung tích là 3 lít. Rồi, cái ấm này thì bên em đang bán với giá là 420k nha anh em. 420k, thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô loa karaoke kiểu kéo nha anh chị em. Cho dành cho anh chị em mình hắn có thể là nghe nhạc hay karaoke hoặc là đám tiệc gì đó mình cũng có thể lấy để sử dụng nha anh chị em. Thì cái loa này á, nó rất là hay, âm thanh rất là hay anh em ha. Đó, tình trạng của nó là nó còn mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, cái lô này thì thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái loa này thì trước tiên em sẽ đo sơ cái kích thước để anh chị em mình hình dung được cái kích thước của cái loa này nha. Trước tiên thì cái này chiều cao của cái loa này là 74cm anh em ha. Chiều cao là 74cm nè. Còn về cái chiều ngang. Đó, chiều ngang là 42. Đó, rồi còn về cái chiều sâu, bởi vì nó hơi bát giác xíu nên cái chiều sâu của nó là 38. Đó, rồi ok, ở phía trước nó có một cái màn lưới bảo vệ anh em ha. Rồi ở dưới nó có bốn cái bánh xe anh em nha. Rồi bốn cái bánh xe ha, nó có hai cái bánh khóa và hai cái bánh thẳng. Rồi bảng điều khiển thì nằm ở bên đây. Nó nói chung cái loa này thì công suất của nó cũng rất là hay anh em ha. Cái công tắc on off nằm ở đây. Anh em chỉ việc mình mở công tắc on off lên là mình xài thôi. Đi kèm nó là nó có cho mình là hai cái micro. Đó, hai cái micro dành cho mình có thể song ca được luôn nha anh em. Đó, hai cái micro anh em ha. Cái micro này thì nó sử dụng pin. Đó, chỉ việc là mình mua pin tiểu là mình bỏ vô thôi. Nó khá là tiện lợi anh em ha. Và đi kèm nó có cho mình luôn cái dây sạc. Đó, cái dây sạc này là sạc điện 220. Thì thường á, một cái loa này khi anh em sạc đầy, anh em có thể nghe nhạc được từ khoảng là 3 tiếng cho tới là 7-8 tiếng gì luôn. Đó, nghe nhạc thì nó tùy bài hát, tùy âm thanh lớn nhỏ mà cái thời gian nghe nó cũng khác nhau. Còn mình nếu như mình karaoke á thì cũng khoảng tầm là từ 3 tiếng cho tới 5 tiếng. Đó, thì cái thời gian nó rất là lâu, mỗi lần mình sạc cái là mình có thể chơi được mấy ngày luôn anh em ha. Nó đi đâu mình cũng di chuyển rất là tiện lợi. Còn không thì anh em có thể là ghim điện trực tiếp vô xài luôn. Cái điện của nó cũng rất là linh hoạt anh em ha. Điện auto volt ha, từ 100 cho tới là 220 luôn. Anh em xài thoải mái nha. Rồi thì cái này á, là cái loa này, cái chất lượng bên ngoài của nó thì cũng rất là ổn ha. Âm thanh thì hay. Nó nặng là, nếu như full thùng thì nó nặng khoảng 22kg anh em ha. Nó full thùng thì nó nặng được khoảng là 22kg. Rồi có thể di chuyển, kéo đi rất là thoải mái anh em ha. Rồi thì cái này thì bây giờ em cũng sẽ kết nối với Bluetooth cho anh em mình nghe thử âm thanh của nó luôn nha. Rồi thì cái này khi mà sử dụng á, anh em mở cũng rất là dễ. Ở đây nó có cái công tắc nè. Nó mình bật lên. Trước tiên mình bật lên ha. Rồi nó lên tín hiệu này. Rồi ở phần chữ mode nè, mình bấm một cái là nó qua chữ Bluetooth. Rồi là mình mở điện thoại mình lên. Đó là mình kết nối được rồi nha anh em. Đó chỉ vậy thôi là mở điện thoại lên là kết nối được rồi. Rồi ở đây bấm vô cái đã kết nối là ok. Đó rồi còn cái phần này điều chỉnh thì anh em định điều chỉnh cái âm thanh lớn nhỏ là ở chỗ này nha anh em. Rồi bên đây thì nó hiển thị phần trăm số pin. Rồi thì đại khái còn những cái nốt này thì nó điều chỉnh cái karaoke khi anh em hát á. Đó thì mình điều chỉnh, nhưng mà thường á là mình để một cái chế độ nào đó ổn định là mình hát hoài rồi là ok. Đó, để tránh trường hợp là những người khác không biết là dặn tùm lum tùm la đó thì nó rất là khó. Rồi thì cái này em cũng mở sơ cái cho anh em nghe. Học với app này nói được tiếng Anh với người nước ngoài à? Thật không đấy? Để anh Tây test thử xem nhé. Anh sẽ nhớ mong một người là chính em. Sẽ nhớ thương thật nhiều điều vẫn vương. Đôi mắt xưa còn đượm buồn. Theo về thời gian đã hóa tan theo làn sương. Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau trong phút.
nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới. Chờ em như trong giấc mơ ta được có nhau. Quá là hay anh em ơi. Cho anh em nghe tiếp là, để em cho anh em nghe tiếp Bolero đi ha. Đó, âm thanh nhạc quá hay rồi. Rất ấm anh em ha. Nó cái bass của nó là bass 40, cho nên là cái âm thanh khi âm thanh lớn nó rất là ấm. Đó, để em mở thử cho anh em nghe luôn. Rất là ấm luôn nha anh em. Dạ rồi, thì đi kèm với cái loa này thì nó có hai cái micro anh em ha. Cái hai cái micro nhìn vô là mình thấy cũng khá là xịn sò ha. Sử dụng pin. Rồi thì cái này thì mình chỉ việc mình mở lên thôi. Đó. Alo, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 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 1 2 3 4. Đó, cái âm thanh nó rất là hay anh em ha. Đó, thì khi mà anh em hát thì nó rất là hút, nó rất là nhẹ nha. Rồi, ok anh em. Thì cái này trọn bộ của nó là gồm là một cái loa này ha, hai cái micro, một cái dây sạc ha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá thanh lý rất là rẻ cho anh em luôn. Giá chỉ có là 3,6 triệu và cái này là em bao ship luôn nha anh em. Đó, tức là cái loa này anh em ha, nó gồm là một cái loa nè, hai cái micro, đó, một cái dây sạc cho anh em mình luôn. Giá là 3,6 triệu là bên em bao ship tới nhà cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cái này á, nó rất là hay cho anh em có thể là hát karaoke tại nhà ha. Hoặc là đám tiệc gì đó thì mình cũng có thể là mình mang ra để mà mình sử dụng với mọi người. Hoặc là anh em có thể là đi sự kiện, event gì đó, hội nghị gì đó, mình cũng có thể sử dụng cái này để mà mình nói chuyện rất là hay ha. Rồi, ok anh em, thì cái lô này giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. Giá chỉ có 3,6 triệu thôi, em bao ship tới nhà cho anh em mình luôn nha. Nó cái này là nó nặng 22 kg anh em, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu loa này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá cầm tay, thổi lá phản lực sử dụng pin của Ryobi. Nó Ryobi bản này là bản nhập Mỹ nha anh em, nhập Mỹ 40V nha. Rồi thì cái này nó rất là mạnh, ở đây nó có cái nút turbo nữa nè, để anh em thổi siêu mạnh. Thì anh em nào mà mình có sân vườn, đó, mình có sân vườn, mình trồng cây cảnh hay là mình sân vườn dọn dẹp những nơi bụi bặm nhiều á, thì anh em sử dụng cái này khá là ok nha. Thì cái này nó rất là mạnh. Đó, đi kèm nó trọn bộ là gồm một máy nè, một pin 4A và một sạc. Đó, 40V luôn nha anh em, rất mạnh nha. Em thổi qua bên kia cho anh em coi ha. Đó, bên đây qua bên cái đó là khoảng là 5m, em thổi thử nha. Đó, anh em thấy không? Đó.
Rồi nè, em bấm nút turbo nữa nè anh em. Đó. Rớt cái thùng luôn. Đó. Rồi, nói chung nó rất mạnh anh em nha. Rồi, ok, thì cái này thổi lá phản lực của Ryobi 40V bản nhập Mỹ, trọn bộ một máy, một pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Hôm nay em mới về được cho anh chị em là một cái lô đèn trụ công trình của Nhật anh em ha. Đó, một cái lô đèn trụ công trình này nó rất là xịn sò nha anh chị em. Cái này là của thương hiệu là Hataya. Đó, Hataya, những anh em mà xài đồ Nhật nhiều á là mình biết về cái thương hiệu này rồi ha. Nó là chuyên về đồ công trình của Nhật. Đó, nó làm rất là chuẩn và cũng như là cái độ an toàn rất là cao. Đó, thì cái này á là anh em thấy ha, mình nhìn vô tổng thể là mình thấy ha. Đây nè, ở mỗi cái trụ này là nó gồm 4 cái bóng đèn LED anh em ha. 4 cái cây đèn LED ha. Và mỗi ở ngoài mỗi cây nó đều có bao cho mình một cái lớp bảo vệ nè. Đó, cái lớp này á, anh em có làm ngã đồ này thì nó cũng bảo vệ cái đèn rất là an toàn. Rồi, và cái ở dưới đây á thì nó có đi kèm, nó có cái tay sách anh em ha, cái sách của cái này đó. Còn về cái phần chân của nó đó là anh em thấy ha, cái phần chân này có thể xếp gọn lại được xíu nè. Đó, mình có thể xếp gọn lại được xíu. Ở dưới chân này á, mỗi cái chân nó có gồm 4 cái bánh xe đó, dưới mỗi cái chân nó gồm có 4 cái bánh xe anh em ha. 4 cái bánh xe mà nó đều có khóa luôn nè. Đó, nó khá là tiện lợi để khi mà mình sử dụng, mình làm công trình hoặc là sân vườn hay là cái gì đó mình ăn uống ở gia đình mình đó ha, mình kéo ra ngoài sân hay này nọ gì thì mình có thể đẩy đi rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, và cái này á là một cái điểm đặc biệt của nó nữa, nó cũng khá là hay và nó xài được, sử dụng được cái nguồn điện của nó là điện 220V luôn đó, sử dụng được điện là điện 220 luôn nha anh em. Rồi thì ở đây nè, nó ở đây thì bên em á là khi mà nhập về bên em có đấu sẵn cho anh em một cái cọng dây điện luôn. Nó khi nhập về là bên em có đấu sẵn cho anh em một cọng dây điện luôn, anh em chỉ việc là cắm vô điện 220 mình xài thôi. Đó, khá là ok nha. Rồi ở đây nó có một cái CB nè anh em. Nó có một cái CB ở đây ha. Đó, rồi còn ở bên đây á là nó có cho mình là hai cái chui lấy điện luôn. Đó, khi mà mình ghim điện vô đèn vừa sáng mà ở đây nó vừa có được hai cái chui để anh em có thể sử dụng cái thiết bị gì thì mình ghim vô đây mình xài luôn. Đó, khá là hay anh em ha. Rồi em sẽ đo sơ cái kích thước, cái chiều cao của cái đèn này cho anh em mình luôn. Rồi, cái chiều cao của cái đèn này từ ở dưới đất ha lên tới trên nóc của đèn này là 1m60, khoảng 1m68. Đó, 1m68 anh em ha. Đó, tình trạng thì cái lô này về nó còn khá là đẹp luôn. Đó, chính hãng của Hataya, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, đây nè, Made in Japan anh em ha. Đó, chính hãng của Hataya, rất là xịn sò. Rồi thì cái này á, sau khi ghim điện vô thì ở phía sau này nè, nó có cái công tắc on off nè, em bật lên thôi. Rồi thì em sẽ mở thử cái đèn này trong bóng tối cho anh em xem thử cái độ sáng của nó nha. Đó, rất là sáng luôn nha anh em. Rồi, em đi xa ra nè. Đó, cho anh em mình coi thử ha. Nó khi mà anh em mình đi camping hay là mình nói chung là mình ăn tiệc sân vườn ngoài trời gì đó ha, mình chỉ cần mình để một cái cây đèn cái là nó sáng nguyên một cái khu luôn anh em ha. Đó nè. Rồi, ánh sáng rất là tuyệt vời cho một cái cây đèn trụ công trình của Nhật anh em ha. Nó rất là bền, rất là xịn, rất là an toàn, có cái CB luôn. Đó, và trên cái thân đèn nó có luôn hai cái chui để anh em có thể lấy điện ra luôn. Rất là hay nha. Dạ rồi, thì cái đèn trụ công trình của Hataya này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu 7 nha anh em. Đó, 1 triệu 7 sử dụng điện là AutoVolt luôn, từ 100 cho tới là 220V nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng mình gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho mình là một cái combo dặn mở vít của Boss anh em ha. Đó, thì cái bộ combo này nó rất là nhiều cái chi tiết y như trong hình này ha. Nó gồm cho anh em mình là một cái cây vít nè anh em. Một cái đầu này thì anh em có thể mình gắn tất cả những cái đầu này vô để mình dặn mở ốc vít ha. Và thêm một cái nữa, nó có một cái đầu nối dài nữa ha anh em. Cái đầu nối dài thì anh em có thể nối vô trong cái thanh này. Đó, cũng khá là hay luôn nha anh em. Nó cũng đầy đủ cho anh em mình luôn. Anh em có thể là những cái đầu vít nè, như là vít ba ke nè, rồi vít dẹp nè, rồi lục giác bi nè, lục giác bông nè,
Rồi các thể loại hầu như là anh em mua một cái là anh em có thể sửa được, dặn mở đầy đủ các loại ốc luôn rồi nha. Rồi đây là những cái đầu điếu anh em ha. Đó, những cái đầu này thì để mở những cái con ốc lớn. Rồi thì cái bộ này, nó hàng chính hãng của Boss anh em ha, Germany. Rồi trọn bộ như vậy thì bên em đang bán với giá là 520k nha anh em. Đó, 520k nha. Đó, tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, đầy đủ cho anh em ha. Cái này chính hãng của Boss cho nên nó rất là xịn sò. Rồi anh em nào mà mình đang có nhu cầu tìm một cái bộ dặn mở ốc vít bằng tay thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em. Và những cái linh kiện này thì anh em cũng có thể là gắn vô trực tiếp vô trong cái máy bắn vít để anh em xài luôn nha. Nếu như anh em có máy bắn vít, cái đầu vít này thì anh em ghim vô trong máy mình xài được luôn. Đó, nó cũng khá là tiện dụng nha anh em. Rồi, 520 anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em về được cho anh chị em mình là mấy cái loa Synco. Đó, mấy cái loa nghe nhạc Bluetooth Synco của Nhật cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì cái loa này á, nó cũng rất là hay anh em ha. Nó kết nối trực tiếp với điện thoại để anh em có thể nghe nhạc nha. Nó là loa Bluetooth ha. Ở đây thì nó có công tắc on off nè. Mình chỉ việc mình giữ vài giây là nó sẽ mở lên ha. Em mở hai cái lên cho anh chị em mình xem cho đẹp nha. Rồi thì cái dòng ngoài anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, nó có một cái dòng đèn nhìn rất là đẹp nha. Và đèn này á, thì nó có nhiều cái màu sắc lắm ha. Mình có thể mình bấm cái cho nó đổi màu nè. Đó, anh em thấy em bấm cái nó đổi các màu luôn ha. Đó, rồi. Và cái này nó cũng khá là hay, ở trên đây nó có cái là sạc điện thoại mà sạc không dây anh em ha. Nhưng mà khi mà muốn sử dụng chế độ sạc không dây á, thì mình phải cầm cái nguồn, tức là mình cầm cái dây sạc trực tiếp vô trong đây. Đó, mình cầm trực tiếp vô đây là mình để điện thoại lên nó mới sạc được nha anh em. Còn nếu như không á, thì mình chỉ sử dụng chế độ pin thì không có sạc được điện thoại, chỉ nghe nhạc thôi. Rồi thì cái này á, em cũng kết nối cho anh em với điện thoại cho anh em nghe thử ha. Cái này thì em đã kết nối rồi, chỉ việc là kết nối với Bluetooth thôi. Rất là đơn giản anh em nha. Rồi em mở nhạc lên cho anh em nghe. Ví dụ nhạc Bolero đi, em thích nghe nhạc Bolero ha. Rồi. Anh em thấy ha, nó khá là hay nha anh em. Âm thanh cực kỳ hay luôn á ha. Và ở đây nè, cái này mình có thể nè, mình mở lên mở xuống anh em ha, để cho nó nằm cũng được. Đó, mình để cho nó nằm để mình gác điện thoại lên cũng được, hoặc mình để dựng điện thoại cũng khá là hay ha. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử cái chức năng mà sạc điện thoại không dây luôn, cũng như đi kèm nó là nó có cho mình cái cáp sạc anh em nha. Ví dụ như mình xài hết pin thì mình cắm vô cái cáp sạc này mình xài thôi ha. Đó thì đây em, nó bên đây nè, nó có cái chui tai xi nè. Nó chui tai xi bên hông ha, anh em cắm vô là anh sạc thôi. Thì bây giờ á, em cắm vô. Đó, em cắm vô để em test cái chức năng mà nó sạc không dây cho anh em ha. Sạc không dây bằng điện thoại cho anh em luôn nha. Rồi khi mà em cắm có cái cọng dây điện nè, cọng dây điện này em cắm vô trong đây thì em chỉ việc là để cho anh sạc cho dễ nhận diện nè. Đó, thấy không? Đó, nó đang sạc anh em ha. Đó thì tức chức năng sạc không dây qua điện thoại luôn nha anh em. Chỉ việc là mình gác cái lưng của điện thoại vô trong đây thôi. Và những cái điện thoại của mình nó phải có cái chức năng là hỗ trợ sạc không dây thì mới sạc không dây được nha anh em. Chứ có nhiều anh em không biết á, mình xài cái dòng điện thoại đời cũ ngày xưa đó thì nó sạc không dây không được đâu nha. Những cái điện thoại ví dụ như iPhone mà iPhone 11 trở về sau á, thì sau này nó có chức năng sạc không dây anh em thấy không? Đó, đây nè. Em vừa để vô là nó sạc liền anh em thấy không? Nè, em lấy ra nè, em đặt vô lại nè.
đó ha, để chữ đỡ sạc ha, nó đang sạc vô á. Đó, rất là hay luôn nha anh em. Rồi thì cái chức năng sạc không dây này nó cũng khá là tiện, trong cái lúc mình vừa nghe nhạc mà mình vừa có thể sạc được điện thoại luôn thì cũng rất là hay. Nhưng mà với điều kiện là mình phải cắm cái dây sạc vô trong đây thì mới xài được chức năng sạc không dây nha anh em. Đó, rồi thì cái này nó cũng hay, rất là hay là anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, ở đây mặt trước này nó có hiển thị cái đồng hồ luôn. Nó thì khi mà mình mua về thì mình cứ có thể là mình cài đặt cái giờ để mà mình coi giờ cũng được nha. Rồi thì cái này á, em cũng đo sơ qua cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình dễ hình dung nha. Kích thước thì cái chiều cao của nó là khoảng là 18cm nha anh em. Nó chiều cao là khoảng 18cm. Còn cái đường kính của cái vòng tròn của cái loa này á, là khoảng là 18 luôn. Nó chiều cao 18 và đường kính cũng 18 luôn. Rồi thì cái loa này á, cái công suất của nó là 20W anh em ha. Công suất của nó là 20W. Còn cái công suất sạc là 10W anh em nha. Rồi ok, kết nối wireless audio, tức là anh em mà mình kết nối bằng Bluetooth ha, để anh em nghe nhạc nha. Rồi ok, thì cái loa này bên em đang bán với giá là 320k một cái nha anh em. Rồi 320k một cái, anh em nào mình quan tâm mà có nhu cầu á thì anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đợt này em về được cho anh chị em mình là một số cái mẫu cái máy quạt anh em ha. Đây là cái máy quạt mà quạt hơi nước nha anh em. Đó, cái quạt hơi nước này để bàn anh em nha. Đó, anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi. Đó, cái kích thước của nó em cầm trên tay anh em nha. Đó, thì những cái kích thước như vậy thì nó phù hợp cho mình để bàn anh em nha. Rồi, thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn đi. Rồi, em đo sơ trước này cái chiều cao nè. Rồi, chiều cao của nó là khoảng là 24.5cm anh em ha. Rồi, chiều ngang. Chiều ngang là 14.5. Rồi, chiều sâu. Chiều sâu của nó là 12.5 nha. Đó. Rồi, tình trạng hầu như còn rất là đẹp, chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi, em đo sơ cái đường kính của cánh quạt luôn cho anh em mình nha. Đường kính của cái cánh quạt là khoảng 11.5 nha anh em. Đó, rồi thì nó có chế độ hơi nước thì nó phải có cái ngăn để nước anh em ha, ở phía sau nó nè. Nó có cái ngăn này thì khi mà mình sử dụng á, mình bỏ nước vô thì mình chỉ việc mình dặn cái này ra thôi. Nó mình mở khóa này ra rồi là mình kéo cái này ra anh em nha. Đó, mình kéo cái này ra mình bỏ nước vô. Còn khi đậy lại rồi thì mình khóa lại, nó là không có kéo ra được. Rất là hay luôn nha anh em. Rồi thì cái này nè. Đó, cái này là của thương hiệu là Anconler anh em nha. Đó, cái này Anconler ha. Rồi, cái này sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Rất là xịn sò. Đi kèm nó có cho mình cái adapter luôn nha anh em nha. Đây, đây là cái adapter của nó. Và cái adapter này là sử dụng được điện AutoVolt luôn. Từ 100 cho tới là 220 đều xài được nha anh em. Rồi, một cái máy quạt của Nhật mà xài được điện là từ 100 tới 220 thì điện Việt Nam mình xài chung cũng rất là tuyệt vời. Rồi thì bây giờ cái này ở phía trên nó là nó có cho mình cái bảng điều khiển anh em nha. Đó, em cũng cắm vô điện em test thử cho anh em mình coi luôn. Rồi, cái bảng điều khiển là tắt mở nè, hẹn giờ nè, chế độ hơi nước nè, đèn nè. Đó, các chế độ. Rồi bây giờ em cũng sẽ mở thử cho anh em coi cái chế độ của nó luôn nha anh em. 3 cấp độ. Rồi, nó có 3 cấp độ anh em ha. 1, 2, 3. Nó mình mở cái cấp độ nào thì nó sẽ tương thích với cái tốc độ gió ra như vậy ha. Rồi, khá là ok. Rồi, chế độ là hơi nước nè. Nó có 2 cái cấp độ hơi nước anh em nha. Đó, 2 cái cấp độ hơi nước nè. Nó em nhìn, em quay như vậy anh em nhìn mới thấy được cái hơi nước của nó ra nè. Đó. Đó, anh em thấy không, nó có cái hơi nước nó bay ra ha. Cái hơi nước nó rất là nhuyễn, cái công nghệ của Nhật á, cái hơi nước của nó rất là nhuyễn. Khi mà nhuyễn vậy á thì thí dụ mình ngồi ở bàn làm việc hay phòng máy móc gì đó thì nó sẽ không có bị hư cái thiết bị của mình anh em nha. Đó, anh em nhìn kỹ là mình sẽ thấy ha. Đó, nhìn kỹ là mình sẽ thấy nó có cái hơi nước. Để em lấy cái gì màu đen em che lại cho anh em coi ha. Tại vì nhìn bằng máy có thể là anh em không thấy được. Rồi đây, em che thử cái này cho anh em coi nè. Đó, nè em che cái màu đen là anh em thấy cái hơi nước nó bay ra nè, anh em thấy không? Đó, cái hơi nước rất là nhuyễn luôn nha anh em. Đó, rất là ok ha, đó cái hơi nước nè. Đó, rồi còn về cái cấp độ gió thì em sẽ lấy thử cho anh em coi. Đó, anh em thấy không? Đó, gió nó bay ra nè. Đó, đó anh em thấy ha.
khá là ok. Rồi thì cái quạt này nó hàng nội địa Nhật, tình trạng là hầu như là chưa có qua sử dụng luôn. Có cái thùng cho anh em, cái hộp cho anh em luôn nha. Rồi cái lô này thì em về đâu đó được chưa tới chục con nữa, tình trạng là còn rất là đẹp như vậy. Để bàn anh em nha, để bàn làm việc hay là cho mấy chị mà trang điểm gì đó thì rất là ok. Rồi thì quạt hơi nước này thì bên em đang bán với giá là 700k nha anh em, 700k nha. Đó, nó có 3 cấp độ gió và 2 cái cấp độ hơi nước ha, có hẹn giờ luôn. Rồi có một cái chế độ đèn nữa nè, anh em thấy không? Khi mình mở cái chế độ đèn này lên thì cái đèn nó rất là đẹp anh em ha. Nó đổi màu nha anh em, cái đèn này nó đổi màu ha. Nó ngã qua nhiều cái chế độ màu. Đó thì khi mình làm đèn ngủ ha, để trên bàn rồi đó, nó ban đêm mình tắt đèn thì nhìn cũng khá là đẹp nha. Rồi ok, giá 700k một con, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Rồi ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè, rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình 3 cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè, anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi cái này là micro nè. Đó, còn này là Type C nè. Đó, Type C nè ha. Rồi micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện dầu của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi, 70k một cộng nha nè. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi ok. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250 một cặp nha anh em. Đó, 250k một cặp nè. Đó, và ở đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha, một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi đồ rất là sạch sẽ nha. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình một ít cái bình đựng đá anh em nha. Đó, đây là cái xô đựng đá, nó dành cho những anh em mà mình mê nhậu nè. Đó, mình mê úp rượu nè, úp bia nè, hoặc là nước ngọt, nước trái cây gì đó anh em nha. Thì đây là của thương hiệu là Wieselin, cái này là của Đức nha anh em. Đó, nó bằng inox 304, ở trên nó có cái quai sách rất là đẹp anh em nha. Đó, rồi thì cái này á là nó là cái dung tích của nó là được là 3 lít anh em ha. Nó 3 lít, rồi em mở bên trong ra cho anh em coi thử luôn. Đó, ở đây mở bên trong anh em thấy ha, người ta thiết kế nè là làm một cái lớp rất là dày như vậy là để cho nó giữ nhiệt á anh em ha, kiểu như là nó giữ nhiệt anh em bỏ đá bỏ đồ vô á. Nó còn về cái phần nắp anh em thấy không, cái nắp này nó cũng có cái ron nè, nó có cái ron khi đậy lại nó rất là kín, rất là kín hơi anh em nha. Đó, rồi inox 304 thì rất là an toàn cho sức khỏe luôn mà cực kỳ xịn sò anh em nha. Có một cái nắp như vậy luôn. Đó, dung tích là 3 lít nha anh em. Đó, kích thước của nó là 18 x 18 nha anh em. Đó, ngang 18, cao cũng 18 luôn. Rồi, 3 lít nha. Rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 550k nha anh em. Đó, xô đựng đá của Đức nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là hay, rất là đẹp luôn nha.
Dạ rồi, tiếp theo thì đây ở trong cái kiện hàng của Nhật đợt này em về được cho anh em là một cái cây đàn Yamaha, đàn guitar của Yamaha. Rồi thì cái cây đàn này là Yamaha, cái mã của nó là FG202 anh em ha. Rồi thì cái này là cái dòng dây của nó là dây kim loại anh em ha. Dây kim loại thì nó là acoustic ha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ở phía sau nè. Đó, nó có cái những cái phím của nó anh em ha, những cái phím nè, nó Yamaha Japan nha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, về tổng thể thì quá là ok anh em ơi. Cây này thì anh em mua sưu tầm rồi cũng rất là ngon ha. Nó sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay là chơi cũng khá là ok. Rồi, cái cây này thì mã của nó nè. Nó FG202 và cái này Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, cái này thì em cũng cho anh em nghe thử luôn âm thanh. Đó. Âm thanh cực kỳ vang nha anh em, rất vang nha. Đó. Đó. Nói chung cái này em chưa lên dây lại. Nó em chưa lên dây lại, anh em về mình lên dây đàn lại là quá là hay. Còn về cái độ vang của nó thì cực kỳ vang nha anh em. Anh em biết rồi ha, cái kỹ thuật làm đàn của Nhật á, thì nó là đứng top đầu thế giới rồi ha. Nó ở bên châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Yamaha như vậy. Cho nên tại Nhật nó cũng rất là giá trị anh em nha. Rồi cây này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha. Rất đẹp. Đó. Rồi âm thanh thì vang hay, cần thì cũng rất là chuẩn anh em ha, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, thì cái cây đàn Yamaha của Nhật này mã là FG202 thì bên em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đó, cây này giá là 5,5 triệu nha, rất là giá trị cho anh em sưu tầm nha. Âm thanh rất vang. Rồi, ok, 5,5 triệu anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. À rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô dao. Cái này là dao xếp gọn anh em ha, nhìn nó khá là đẹp ha, nó nằm ở trong cái bao da như vậy nè. Rất là tiện lợi cho anh em có thể đi dã ngoại, đi du lịch, đi cắm trại hoặc là mang theo để gọt rau củ hỏa gì cũng rất là ok nha. Rồi cái này á, đầu nó có một cái đầu này là cái này là đầu thoát hiểm anh em ha. Thí dụ anh em búi vô trong kiến á, để phá vỡ kiến cũng khá là ok. Còn khi mình sử dụng thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, anh em mở cái đầu này ra như vậy là ok anh em ha. Cái dao này nó rất là nhỏ gọn và cực kỳ bén luôn anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò. Rồi, khá là đẹp luôn anh em, rất bén ha. Anh em có thể làm thay thế dao rọc giấy hay những cái dao mà cắt gọt rau củ quả mà tiện lợi, nhỏ, gọn á. Đó, mình mang theo bên mình hoặc thậm chí mình có thể làm móc khóa hay này kia cũng được ha. Đó, nó rất là tiện lợi mà nhìn nó cũng khá là an toàn nha anh em. Rồi thì cái dao này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi, cái này tổng chiều dài của nó ha, từ cái phần cán cho tới phần mũi là khoảng là 19 cm anh em ha. Đó. Rồi, ok, dao này thì bên em đang bán với giá 160k anh em nha. Dao xếp gọn 160k và anh em lưu ý mình đặt hàng thì mình nói là dao xếp gọn có cái túi da. Nó là bên em biết nha. Rồi, 160k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoan pin. À, giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoan pin của thương hiệu là Nisio. Rồi thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi đi kèm nó, trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là 2 viên pin. Đó, và một sạc. Rồi sạc này là sạc được điện autovol luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha, đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn vít rồi ha. Đó, khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mũi khoan được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi vít thông dụng nè.
đó, hai cái đầu vít dẹp với vít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn, nó có luôn cho mình mấy cái đầu vít anh em ha, nó vít dẹp, vít ba ke và mấy cái mũi khoan nè đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay tiện lợi ha, đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình mình dặn mở tháo ốc vít đồ các chi tiết ha. Và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa, đầu này là đầu nối anh em, cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem đó. Cái đầu nối dài này á là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt, ví dụ bình thường á cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè anh em thấy không nè, đó nó có cái co nhỏ anh em dặn nó cũng được luôn nè, đó anh em thấy ha, đó nè. Trong những cái không gian chật hẹp á mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó, nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio khá là xịn sò. Rồi ok, thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. 600k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cân sức khỏe nha anh em. Đây là cái cân sức khỏe ha, cái này là cái cân thông minh nha anh em. Khi mà anh em mua cái cân này về, nếu như anh em chỉ cân đơn giản thì là mình chỉ việc mình bỏ pin vô đây rồi mình cân cái trọng lượng cơ thể thôi. Nhưng nếu như anh em mà mình cân chuyên sâu hơn á thì mình tải cái app về, cái app của cái cân này về rồi mình kết nối Bluetooth với điện thoại, thì khi anh em cân á, khi mà mình cân á thì nó sẽ có một cái dòng điện rất là nhỏ nó phát ra và nó tính được là cái tỷ lệ mỡ ha, cái tỷ lệ mỡ nè, mỡ nội tạng nè, tỷ lệ cơ nè, đó rồi cũng như là cái độ tuổi của anh em luôn đó, nó sẽ tính được như vậy, nó thông báo qua cái app điện thoại cho anh em để anh em có thể quản lý được ha, quản lý được là cái sức khỏe của cơ thể mình. Ví dụ nếu như mình mập quá hay này nọ thì mình có thể kiêng lại, hoặc anh em bớm thì mình có thể ăn bổ sung thêm. Hoặc là những anh em mà mình tập gym ha, mình tập thể thao đồ thì mình cũng cần có một cái cân như vậy để mà nó quản lý sức khỏe của mình. Rồi thì cái cân này á, là nó cũng rất là thông minh. Rồi này em đo sơ cái đường kính của nó cho anh em mình luôn nha. Cái này á, là chiều ngang của nó là 26cm nha. Rồi chiều dài cũng 26 luôn. Cái này là hình vuông nha anh em. Pin thì sử dụng pin tiểu ha, anh em chỉ việc lắp vô thôi. Và anh em lưu ý cái cân này nó rất là mỏng, cho nên khi mình đặt xuống á, mình đặt xuống nền á thì nó phải ở trên bề mặt phẳng anh em, chứ nếu như anh em đặt có cái gì nó đội đội lên ở phần giữa này thì nó cũng sẽ không chính xác. Rồi thì cái cân này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Nó cân sức khỏe thông minh 400k nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đèn đội đầu của thương hiệu là Swiss. Thì cái thương hiệu Swiss Test này là của Thụy Sĩ anh em ha. Đây là cái đèn đội đầu của Thụy Sĩ nè. Thì anh em nhìn vô mình thấy nó có cái đèn đội đầu, cái dây đeo để đội đầu, với lại là cái cáp sạc. Đó thì cái đèn này á, là anh em xài xong thì mình chỉ việc mình sạc rồi mình xài tiếp thôi. Nó rất là tiện lợi anh em nha. Và cái này độ sáng của nó chiếu xa lên đến 140m anh em ha. Chống nước là IPX4 và cái hiệu suất của nó là 550 lumen. Rồi thì cái cây đèn này á, nó cũng khá là ok anh em ha. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng luôn nha. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi ok. Rồi thì cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. 490k, một cái cây đèn đội đầu của thương hiệu là Swiss Test Thụy Sĩ ha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giúp em ha. Cái đèn này thì nó thích hợp cho anh em mình đeo vô để mình sửa chữa điện tử, sửa chữa điện hay là làm những cái công việc gì đó lặt vặt ha. Rồi ok, giá là 490 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì chốt cây này giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô quạt đứng của Hàn Quốc cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì cái lô quạt này á, thiết kế nó rất là gọn gàng anh em ha. Nhìn vô anh em nhìn thấy nó cũng khá là đẹp nha. Và nó chạy cũng cực kỳ êm luôn nha anh em. Đó, thì cái quạt này á thì đây, em sẽ quay sơ cho anh em xem. Thì cái mẫu quạt này á thì em quay sơ cái chiều cao tối đa anh em nha. Đó, em quay sơ cho anh em cái chiều cao tối đa.
chiều cao tối đa từ dưới đất lên tới cái phần trên của ta cánh quạt là khoảng là 84 cm anh em ha. Và cái đường kính của cái quạt là 23 cm, còn cái đường kính của cái phần chân quạt á thì nó là 31 cm, rất là to. Nó to như vậy thì nó sẽ đầm, tức là nó đứng cái quạt rất là chắc anh em ha. Và cái này nó hay ở chỗ là cái thanh nối dài này nè, anh em có thể mở ra như đây, em mở cái thanh nối dài ra thì nó thành một cái cây quạt thấp đó. Cái cây quạt thấp như vậy thì anh em có thể để trên bàn cũng được anh em ha. Đó, cái cây quạt thấp vậy thì mình có thể mình để trên bàn cũng được. Rồi em đo luôn cho anh em coi cái kích thước khi mình tháo cái thanh nối dài ra nha. Đó, chiều cao khi tháo thanh nối dài ra là chỉ còn có 44 thôi. Đó, tổng chiều cao của nó là 84, nhưng mà khi tháo cái thanh nối dài này ra thì chỉ còn có 44 thôi. Khá là tiện lợi anh em ha. Thì tức là cái quạt này anh em có thể mình để trên bàn cũng được, mà mình để dưới đất cũng được, nó rất là tiện nha. Rồi, cái này thì nó thích hợp cho anh em để bên hông cái ghế sofa hay cái giường ngủ gì đó thì nó quạt rất là ok. Với lại cái công nghệ của nó là cái cánh quạt xoắn á, thì nó rất là êm, nó không có ồn anh em ha. Và đi kèm của nó là nó cũng có cái remote cho mình luôn nè. Rồi thì ở đây nó cũng có cái nút cảm ứng ở trên cái thân quạt luôn, anh em bấm vô thì nó cũng hoạt động ha. Cấp độ 1 nè, cấp độ 2 nè, cấp độ 3 nè. Đó, 3 cấp độ anh em ha. Giờ nó có hẹn giờ từ 1 giờ, 2 giờ tới 4 giờ. Rồi, cũng như cái remote nó có luôn cái chế độ là quay qua quay lại, em bấm nè. Đó, nó sẽ tự động quay qua phải hoặc quay qua trái cho anh em mình luôn nha. Đó, nó chạy rất là êm. Nó chạy rất là êm cho nên là khi mà mình ngồi gần mình ở đó thì mình sẽ không có nghe khó chịu như những cái quạt khác anh em nha. Một số cái quạt cánh lớn quá thì nó ồn, còn cái này thì nhu cầu sử dụng gia đình thì nó sẽ rất là êm, nó êm hơn rất là nhiều. Và cái giá của nó cũng cực kỳ êm luôn. Cái giá của nó chỉ có 550k một cây thôi. Đó, 550k một cây thôi. Cái này thì nó sử dụng điện của nó là điện là 220 luôn nha anh em. Đó, sử dụng cái nguồn điện của nó là điện là 220V luôn. Đó, khá là ok cho anh em mình nha. Rồi, thì cái con này cái công suất của nó là khoảng là 60W anh em ha. Công suất thì tầm khoảng 60W và điện của nó là điện 220. Rồi cái này á, thì tình trạng nó là như vậy. Khi gửi đến anh em thì em sẽ tháo ngắn ra, bỏ vô thùng. Đó, tháo ngắn ra y như vậy, y như cái cây quạt ngắn này là gửi đến anh em nha. Rồi, ok, giá chỉ có 550k thôi. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ để bàn của Seiko. Nó khá là đẹp anh em ha, hàng nội địa Nhật ha, làm bằng cái gỗ nè. Cái hộp gỗ rất là dày luôn anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, tổng thể thì còn rất là đẹp luôn. Rồi, thường những cái mẫu đồng hồ này đã mấy chục năm rồi anh em. Đó, mấy chục năm mà nó còn đẹp như vậy ha anh em. Mua về chỉ việc là mình bỏ pin mình xài thôi. Rồi, cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em hình dung nha. Rồi, chiều dài của nó là 36 cm anh em ha. Chiều dài là 36 nè. Còn chiều cao là 23 anh em ha. 36 x 23. Và cái này độ dày của nó là siêu dày anh em nè. Đó, siêu dày nha. Nó dày khoảng 11 cm. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Kim của nó là kim trôi, không có tiếng động nha. Kim trôi không có tiếng động nha. Rồi, cái này á, cái mặt đồng hồ nè, đường kính của cái mặt đồng hồ là 17 cm anh em ha. Đó, chiều cao của cái mặt đồng hồ này là 16 cm. Đó, đây, cái mặt đồng hồ còn rất là sáng, rất là đẹp anh em nha. Rồi, nó của Nhật Japan. Rồi, tiếp theo thì em cho anh em coi cái ở trong nha. Ở đây, mở ra thôi. Đó, nó này là 500, anh em để vô là nó hít vô nè. Đó, mình để vô là nó tự hít thôi. Đó, rút ra. Rồi, sử dụng một cái viên pin tiểu anh em ha. Pin tiểu nha. Rồi, máy của Seikosa Japan. Tình trạng còn rất là đẹp luôn như vậy. Rất đáng để sưu tầm anh em ha. Thường sưu tầm những cái đồng hồ này á, vài chục năm sau thì nó cũng vậy thôi, không có mất đi đâu hết á. Rồi, ok anh em nha. Đó, kích thước như em đo rồi ha, em cầm trên tay cho anh em hình dung nè. Rồi thì cái đồng hồ này thì bên em, đồng hồ để bàn này thì bên em đang bán với giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu con đồng hồ để bàn gỗ như vậy ha. Nó của Seiko kim trôi, rất đẹp nha.
Rồi, anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha, có một con duy nhất. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái bơm xe đạp nha anh em. Đây là bơm xe đạp sử dụng cơm nha anh em, chạy bằng cơm nha. Đó, thì cái này á, là nó gọn nhẹ thôi. Gọn nhẹ thôi, mình nói bơm xe đạp chứ anh em bỏ lên xe ô tô, anh em bơm xe ô tô cũng được luôn nữa. Nếu như anh em đạp nổi thì mình đạp thôi. Thì cái này á, là nó, mình chỉ việc là ở đây nó cái khóa cái móc nè. Nó mình mở ra rồi mình thả xuống thôi. Y như vậy nè anh em. Đó, nó đơn giản thôi. Nó mình hạ mở ra rồi mình đạp thôi. Đó, mình đạp thôi. Ở đây nè, sao cái này thì mình ghim vô trong bánh xe, anh em có thể bơm phao, bơm bong bóng, bơm đồ mọi thứ nha. Dạ, ở đây thì nó có cho mình cái đầu luôn, cái đầu này là ghim trực tiếp vô trong cái xe gắn máy của mình nè, hoặc là xe ô tô là anh em ghim trực tiếp vô được nha. Rồi, cũng khá là hay anh em ha. Còn nếu như anh em mà sử dụng kim dồi hay gì thì có cho mình một cái đầu đổi nữa, đầu chuyển nữa là đây. Rồi, cái này thì xài xong thì mình cứ gấp nó lại rồi mình khóa cái này là thôi, nó có cái móc nè. Rồi, ok. Nói chung cái này giá rất là tốt anh em, chỉ có 180k thôi nha anh em. 180k cái bơm xe đạp như vậy thôi nha. Nó bơm xe cái này đạp bằng chân nha anh em. Rồi, 180k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một cái sản phẩm rất là hot nữa. Đây là cái camera nha anh em. Đây là cái camera ngụy trang. Đó, nó rất là nhỏ gọn như vậy nè, em để trong lòng bàn tay cho anh em xem ha, có bay lớn như vậy thôi. Đó, anh em ngụy trang, thí dụ để là mình có thể mình theo dõi như là hàng xóm hay là này nọ, ví dụ vậy, ví dụ như nhà mình có bị mất đồ hay gì đó, mình không biết ai lấy nó, hỏi ai cũng không nhận hết, thì sử dụng cái này rất là ok nha anh em. Đó, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn cho anh em mình luôn nha. Đó, thiết kế nó rất là nhỏ gọn, em đo sơ cái kích thước cho anh em mình nắm cho dễ luôn nè. Đó, thì cái kích thước của cái đèn này, chiều dài của nó ha, chiều dài của nó tối đa là chỉ có 4cm thôi. Đó, chiều dài là chỉ có 4cm thôi. Còn cái đường kính ha, tại nó hình tròn, thì đường kính nó là khoảng là 3.5. Đó, chiều dài là 4, đường kính là 3.5. Rồi, rất là nhỏ gọn luôn nha anh em. Thì ở đây, em mở hộp ra cho anh em mình xem luôn. Đi kèm của nó là nó có cho mình là một cái, đây là cái camera nè. Đó, camera rất là nhỏ gọn luôn. Đó, đặt trong lòng bàn tay em ha. Cái này là cái đế thôi. Cái này là cái đế thôi. Rồi, ở phía sau nó thì nó có đầy đủ cho mình luôn là như là cái cáp nè, cái cáp cắm vô nè, rồi cái thẻ nhớ nè, dính nút on off nè. Rồi, bên đây thì nó có cái nút nhỏ này là để reset. Rồi thì á, đi cái trọn bộ của nó là gồm một cái cáp này nè, nó một cái cáp, một đầu USB, một cái Type-C. Nhưng mà khi anh em mua cái cam này bên em thì em tặng cho anh em thêm cái cốc này luôn nha. Đó, em tặng thêm cái cốc này thì không phải là trong cái combo của nó đâu, nhưng cái này là em tặng thêm nếu như anh em mua cái camera này. Rồi, đó. Thì cái camera này thiết kế nhỏ gọn nhẹ nha anh em, nhỏ xíu luôn á. Đây nè, nó bỏ trong lòng bàn tay em nè, anh em thấy không? Camera siêu nhỏ. Rồi, thì cái này nó có cái khe cắm thẻ nhớ, thì bây giờ em cũng chỉ bán là bán camera thôi nha, còn thẻ nhớ anh em có thể mua riêng thêm nha. Rồi, thì bây giờ cái này em cho kết nối với điện thoại, thì cái này nó cũng là camera UC. Nó sử dụng cái app của UC. Thì ở đây em kết nối rồi, thì bây giờ em mở lên cho anh em xem thôi. Đó. Đây, em để màn hình lật dọc lại cho anh em dễ xem nè. Full HD luôn. Rồi. Đó, cũng rất ok nha anh em. Đó, chế độ xem là Full HD. Rồi, đó, rất là ok nha. Nè, như em cầm em rọi qua đây nè. Đây nè, em để cái màn hình ở trên đây đi. Đó. Rồi nè, em rọi đâu là anh em thấy đó nè, thấy không? Nè, em rọi vô tay em nè. Đó, thấy bàn tay em thấy không? Đó. Rất là ok. Nó có hồng ngoại luôn nha anh em. Tức là nó có hồng ngoại ban đêm á, là nó quay có ảnh màu luôn nha. Rất là hay cho anh em mình luôn ha. Độ phân giải của nó là Full HD. Đó, đây, em quay xuống cái hộp này luôn. Đó, quay lên trên cái điện thoại nè. Đó, đại khái rất ok. Rồi, còn này nè, em quay xa xa cho anh em xem. Đó, rất ok nha anh em. Đó, nó cũng kết nối với wifi nha. Một đầu á là anh em ghim vô trong điện ha. Đó, đây đi kèm nó có cái cáp, với lại em tặng cho anh em thêm cái cốc này nữa là anh em ghim trực tiếp vô điện 220 thôi.
Đó, rồi mình kết nối với wifi, chỉ cần có wifi là sử dụng được nha anh em. Rồi ở đây nó có cho mình một cái khe cắm thẻ nhớ nè. Đó, khe cắm thẻ nhớ anh em mà muốn lưu lại hay gì đó thì mình mở cái khe này lên. Còn nếu như anh em muốn coi trực tiếp thôi á thì không cần cắm thẻ nhớ vô cũng được. Nhưng nếu như mình muốn lưu lại thì mình phải bỏ thẻ nhớ vô để khi có gì đó thì mình mở ra mình xem. Rồi, thì cái cam này thiết kế nhỏ gọn nhẹ ha, của UC, sử dụng app của UC luôn. Rồi, thì cái cam này bên em đang bán với giá là 450.000. Đó, 450.000 cái camera này nha anh em. Đó, rồi, bảo hành chính hãng cho anh em luôn, 450.000. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới mẫu camera này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn ở đây em có bán luôn cái thẻ nhớ nha, thí dụ như thẻ 64GB á là 170.000, anh em lưu được khoảng 1 tuần. Rồi, ok, thì anh em nào mình quan tâm tới mẫu camera này thì inbox cho em, camera này thì giá là 450.000 nha. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh chị em là cái mẫu thước lá bên em nha. Đây là cái mẫu thước lá nè. Đó, hàng nội địa Nhật cho anh em mình coi luôn ha. Made in Japan nè. Đó, cái này là sử dụng cái thép không rỉ luôn. Cả hai mặt đều có thông tin luôn nha anh em. Cả hai mặt nó đều có là hiển thị luôn cho mình ha. cm ha. Và in. Đó, cm là của châu Á, in là của châu Âu nha. Rồi thì cái thước này nó dài tối đa là 45cm nha nè. Đó, thước này dài tối đa là 45cm, thép không rỉ, tức là anh em xài suốt đời luôn cũng không hư nha. Đó, rồi cái cây thước này thì bên em đang bán với giá là 80k một cây nha anh em. 80k một cái cây thước như vậy. Dạ rồi, ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái máy hàng gia đình nha. Đó, máy hàng sử dụng gia đình, cầm tay, nó gọn gàng, có dây đeo đàng hoàng luôn cho anh em nha. Cái máy này tương đối nhẹ nha anh em, đi kèm nó đầy đủ các phụ kiện như là dây điện, thí dụ cái đè điện 220 nha. Đó, đây là máy hàng Sasuke, điện 220. Đó, nó sử dụng thí dụ như anh em kẹp que thông dụng là 3 ly trở xuống là ngon lành luôn nha. Rồi đi kèm nó có là dây kẹp que, dây kẹp mát nè. Nó cái mặt nạ hàng nhẹ nè. Rồi, với lại dây kẹp que, kẹp mát cũng như là dây đeo nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Những anh em mà không biết gì về hàng cũng vẫn xài được luôn nha. Về chỉ cần cắm dây vô, đây phía sau nó có công tắc on off nè. Đó, mình mở công tắc lên rồi mình kẹp cái que vô. Còn ở đây là mình chỉnh lửa. Đó, mình chỉnh thí dụ như là mình hàng mà nó chảy nhiều quá, nó bị lủng lỗ thì mình giảm cái lửa lại. Để khi nào mà nó hàng vừa cháy được cái que, vừa cháy được cái que và cái miếng kim loại của mình không bị lủng nữa là ok. Đó, thì cái máy hàng này ai cũng xài được hết á, sử dụng gia đình là ngon lành nha. Hoặc anh em làm thầy thợ mà leo trèo á trên cao, sử dụng cái máy này cực kỳ tuyệt vời luôn, độ bền rất cao nha anh em. Cái máy này em xài 4 năm rồi ha, em xài là khoảng gần 4 năm rồi mà vẫn còn rất là ngon nha. Cho nên em nói là anh em sử dụng rất là tuyệt vời. Rồi, thì cái máy hàng này giá của nó là 1.250.000 nha anh em. Cái cây kéo cắt cành nha. Đó, đây là cái cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha. Cái này là của Nhật nha anh em. Đó, đây. Nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè, anh em thấy không? Cái này là cái nhíp nha. Cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là anh em mua về cắt rất là ngọt nha. Cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. 190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Dạ rồi, ở đây thì nay em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô gậy bóng chày nha anh em. Đó, đây. Đây là cái lô gậy bóng chày của Hamatsu nha anh em. Đó, Hamatsu, hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì cái gậy bóng chày này ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày rất là nhiều nha anh em. Đó, ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày, người ta tập luyện rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì anh em có thể mua để trưng bày tập luyện cũng được ha. Nó mình đánh nè, mình quơ, mình đánh nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nha. Và cái thứ hai nữa, một cái rất là quan trọng nữa là anh em có thể để trên xe ô tô, hoặc là mình có thể để ở trong nhà đó để mà mình phòng vệ anh em ha. Bởi vì nó là cái dụng cụ thể thao cho nên nó là thuộc dạng là phòng vệ chính đáng anh em ha. Dụng cụ thể thao cho nên khi mà anh em để trên xe ô tô cũng không có vấn đề gì luôn nha. Đó, cái này thì nó dài khoảng là 71cm. Đó, nó dài khoảng 71cm nè anh em. Đó, nó rất là vừa vặn ha. Đó, nó rất là vừa vặn để anh em mình sử dụng nha. Rồi, ok, thì cái này tình trạng nó là như em quay anh em ha, chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, cái cây này thì bên em đang bán với giá là 400k một cây nha anh em. Đó, gậy bóng chày hàng nội địa Nhật nha, 400k một cây.
màu đen rất là đẹp luôn nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cần lực nha anh em. Đó, cần lực của Astro Rù Đúc nha. Đó, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò cho anh em luôn, tình trạng là hầu như là người ta có chưa có xài được anh em. Đó, cái này thì nó về cái dạng không có hộp thì nó bị cạ qua cạ lại, bị trầy thôi ha. Chứ về cái nói về cái đầu tiếp là mình thấy có vẻ như chưa xài luôn ha. Ở đây có đảo chiều nè. Đó, đảo chiều trái phải gì đó tùy anh em nha. Rồi thì cái này á là anh em còn anh em chỉnh cái lực dặn, thí dụ anh em muốn dặn bao nhiêu á thì anh em chỉnh ở trên đây. Đó rồi, cái này là nó dài khoảng là 42 4, tầm khoảng 45 cm nha anh em. Đó, nó dài khoảng 45 cm nha, của Astro Rù Đúc nha, của Nhật nha, nội địa Nhật. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 750 một cây nha anh em, 750 một cây ha. Nó cần lực của Nhật nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái con đại bàng bằng gỗ anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật anh em nha. Đó, con đại bàng bằng gỗ, hàng nội địa Nhật rất là đẹp nha. Đó. Rồi, làm rất là sắc sảo anh em ha. Nó nhìn đi như thiệt luôn nha. Rồi, ok. Con đại bàng này á, nó em quay sơ phía trước, phía sau cho anh em mình xem luôn nè. Rồi, thì cái con đại bàng này ha, em đo sơ cái chiều cao của nó cho anh em mình luôn nha. Rồi, chiều cao của con đại bàng này là 42 cm anh em ha. Chiều cao là 42 cm. Còn về cái phần chân của nó anh em ha, phần chân, chiều ngang của phần chân của nó là khoảng 13 cm. Đó, 13. Còn cái phần này thì khoảng là 16. Rồi, con đại bàng này thì nó làm rất là đẹp anh em ha. Nó làm sắc sảo y như đại bàng thiệt luôn á. Đó. Rồi, ok, bằng gỗ thì thích hợp cho anh em mình trang trí ha. Mình để trên bàn hay là trên tủ gì đó, phong thủy ha. Đó, khá là ok. Rồi thì con đại bàng này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu anh em ha. Con này là 3 triệu nha. Anh em nào mình quan tâm thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Chỉ một con duy nhất nha anh em. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái máy dặn vít của Boss anh em ha. Đây là cái máy dặn vít của Boss, máy dặn vít cầm tay của Boss rất là nhỏ gọn luôn nè. Đó, thì anh em mà mình sửa chữa điện tử, máy móc hoặc làm những cái tốp lô điện, những cái loại mà ốc vít nhỏ rồi ha. Rồi thì mình sử dụng cái máy này cực kỳ ngon nha anh em. Rồi, cái này là hàng chính hãng của Boss anh em ha. Đó, Boss Germany nha. Rồi thì cái này á là nó rất là dễ dàng, anh em cầm vô thấy như một cái mũi vít dặn cầm tay thôi. Nó rất là đơn giản ha, chỉ việc là anh em muốn nè, ve lui là dặn ra, còn này là dặn vô, còn bấm công tắc là nó chạy thôi. Đó, ok anh em ha. Rồi, nó dặn rất là khỏe cho mình luôn nha. Rồi, thì cái này á là đi kèm nó, nhà sản xuất cho mình hai cái mũi vít nè. Đó, một mũi BH1, một mũi BH2. Nhưng riêng khi anh em mua bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai mũi luôn. Đó, cái này là cũng là mũi vít Boss chính hãng luôn nha anh em. Đó, rất xịn nha. Rồi, thì thật ra là khi sử dụng những cái máy này thì anh em sử dụng những cái mũi vít này thì không bao giờ hư được đâu. Rồi, thì cái này nó còn một cái nó cũng khá là hay là khi anh em không cần bấm luôn, nhưng khi anh em đè vô nó cũng sẽ chạy anh em hết nè. Em đè vô, nó nè, ví dụ như là mình đè vô, nó thấy không? Tự động đè vô thôi là nó chạy rồi. Kiểu như cái con ốc mình nhấn vô là nó tự động nó xả ra hoặc nó siết vô theo cái ý muốn của mình điều chỉnh ở đây. Rồi, ok, và cái này á thì tình trạng nó là chưa qua sử dụng anh em ha. Nó Boss chính hãng bảo hành 6 tháng nha anh em. Rồi, ok cho anh em, nó có kèm cho mình là một cái hộp như vậy. Cái hộp này nó cũng khá là hay anh em ha. Ở mặt trên anh em có thể đựng mũi nè. Ở mặt dưới này mình có thể mình mở bỏ thêm một số cái phụ kiện, những cái đồ lặt vặt linh tinh ở dưới đây luôn. Và đi kèm nó có cho mình luôn là cái cáp sạc nha anh em. Đó, thì cái máy dẫn vít này mình xài hết pin rồi mình sạc thôi. Rồi, thì cái này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em mà mình hay dẫn vít rất là nhiều, mà những cái con vít, con ốc nhỏ rồi đó, thì sử dụng cái này rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi, ok anh em ơi. Rồi, cái máy dẫn vít của Boss này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. 950k, một cái máy dẫn vít của Boss. Nó chỉ riêng bên em, khi anh em mua thì bên em sẽ tặng cho anh em thêm là hai mũi vít Boss ha. Chính hãng của 7 luôn. Rồi, ok. Anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha.
Dạ rồi, tiếp theo thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là hộp quạt Zippo hàng nội địa Nhật nha anh em. Thì cái lô hộp quạt này là hàng đấu giá, giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn nha. Đó thì cái hộp quạt Zippo này thì anh em biết hãng Zippo là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, thì những cái hộp quạt Zippo từ xưa giờ là nó đã có rất là nhiều cái giá trị anh em nha. Từ cái thời mà lính Mỹ là người ta đã sử dụng những cái mẫu hộp quạt này rồi nha. Rồi thì cái này á, là hàng nội địa Nhật nha anh em nhập trực tiếp ở bên Nhật về và nó sản xuất tại Mỹ cho mình luôn. Và tất cả những cái mẫu ở đây là nó đều là hàng mới chưa có qua sử dụng anh em nha. Rồi thì ở đây á, thì em về được hai lô, tức là cái dòng bên đây nè, nó bốn cái con bên đây. Đó, đây, bốn cái con bên đây em cho anh em coi luôn. Bốn cái con này á, thì giá của nó là 550 một con. Đó, đồng giá với nhau 550 một con. Anh em mình thích cái con nào thì cứ chụp màn hình lại gửi cho em là em biết em gửi cho anh em nha. Rồi bốn con này là đồng giá là 550 một con ha. Dạ rồi, còn những con bên đây á, thì cái giá của nó là 750 một con, bởi vì nó cao cấp hơn anh em ha. Đó, cái hàng đấu giá bên đây nó cao cấp hơn thì giá nó 750 một con. Anh em nào thích con nào thì cứ chụp màn hình cho em. À, rồi thì em cũng sẽ mở sơ ra. Em cho anh em coi thử ha. Đó, em cho anh em coi thử nó như thế nào. Ví dụ cái con này đi. Đó. Rồi. Đây nè anh em, ở dưới cái phần đế của nó ha, nó có cho mình cái chữ nè. Đó. Zippo Made in USA anh em nha. Đó, đây nè. Đó, Made in USA nha. Rồi, mở ra. Bên trong đây là người ta chưa đốt luôn anh em ha. Đó. Chưa đốt luôn. Còn mở cái này ra nữa nè. Đó. Đó, thấy không? Nó có cái Zippo nè, Made in USA nè. Đó. Rồi, anh em xài thì chỉ việc mình bỏ xăng hay là dầu hỏa vô trong đây ha. Đó, rồi mình xài thôi. Thì cái này nó có ý nghĩa là mình sử dụng, mình sưu tầm nè. Đó, sưu tầm hoặc những anh em mà hay hút thuốc rồi ha, thì mình sử dụng những cái này để mà mình bật lửa cũng rất là hay nha anh em. Đó. Rồi, mua biếu tặng cũng được. Nó thí dụ như lâu lâu về quê rồi hát mua cho mấy ông bạn ở dưới quê một cái tặng mấy ổng là cũng rất là ý nghĩa anh em nha. Đó, tình trạng là mới chưa qua sử dụng anh em ha. Hàng nội địa Nhật, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha. Tất cả những con ở đây nó đều là chưa có qua sử dụng hết nha. Đó. Đó, ở đây, anh em thấy không? Đây nè. Đó, Made in USA ha. Đó. Made in USA ha. Ở dưới cái phần chân của nó với lại trên đây nó cũng có chữ cho mình luôn nè. Đó. Rồi, tình trạng là đều có chưa có bỏ dầu, chưa có bỏ xăng, bỏ dầu gì luôn nha. Anh em mua về chỉ việc mình bỏ vô rồi mình xài thôi. Cái hộp của nó là như vậy nè anh em. Đó, cái này hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, tất cả là chữ Nhật nha. Cái hộp nó thì anh em đậy về thôi. Mua anh em cứ mua sưu tầm, biếu tặng rất là ok. Đó thì ở đây nè. Bốn cái con này thì giá là 550 anh em nha. Bốn cái con này thì giá là 550 một con. Thì nó cũng vậy luôn, nó cũng chưa có qua sử dụng ha. Còn những cái con bên đây á, đó, những con bên đây thì cái lô khác thì những cái con bên đây giá của nó là 750 một con nha anh em. Đó, 750 một con. Đó, rồi thì anh em mình thích cái con nào thì cứ vui lòng chụp cái màn hình lại gửi cho em ha. Đó, hoặc là nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi mẫu cho anh em xem nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À, rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em mấy cái mẫu máy xay sinh tố cũng như là máy xay rau củ quả. Đó, mình xay rau củ quả, mình xay hạt ha. Đó, bên em luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy xay của Hamget anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật và anh em lưu ý ha, điện của nó là điện 100V nha anh em. Đó thì cái này á, nó đây. Cái bình của nó ha, bình của nó được 1 lít nha anh em. Đó, bình của nó 1 lít ha. Cái lưỡi răng này thì anh em có thể mình xay sinh tố hoặc là mình xay ba cái rau củ quả đồ cũng rất là ok luôn nha anh em. Công tắc thì ở đây có một cấp độ tắc nè, rồi 1 2 3, nó đơn giản vậy thôi.
Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Đó, cái này để cho anh em với giá là 400k nha. Rồi tiếp theo thì tới một cái loại máy nữa. Cái này cũng là xay rau củ quả luôn nha anh em. Đó, rau củ quả ha. Cái này công suất là 280W điện 100V nha anh em. Đó, rất là xịn sò ha. Đó, rồi cái này của thương hiệu là Michiba. Đó, rồi rất là xịn sò nha anh em. Rồi cái này thì giá của nó là 800k nha anh em. 800k, chỉ có cái duy nhất thôi. Đó, anh em có thể là mình xay rau củ quả nè. Đó, hoặc là mình xay hạt đồ cũng được anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, hàng nội địa Nhật về được cái đẹp này. Rồi tiếp theo là em lên cho anh em một cái mẫu máy xay sinh tố anh em ha. Nó cái này thì nó cũng hơi cổ cổ ha, nó có cái nắp đậy nè. Đó, cái này thì nó cũng rất xứng đáng cho anh em mình sưu tầm luôn nha anh em. Rồi cái bình của nó bằng thủy tinh anh em ha, cái bình bằng thủy tinh nè. Và cái dung tích của cái bình này là 720ml. Tới đây là khoảng 720ml, còn nó đầy chắc là hơn xíu. Rồi. Thì cái này công tắc của nó nè, tắt mở ở đây nè, chế độ nhẹ nè, chế độ mạnh nè, tắt nè. Đó, và cái này công suất của nó là 160W anh em ha. Điện vẫn là điện 220. Ủa, điện của nó là điện 100V chứ. Đó, điện của nó là điện 100V nha. Anh em lưu ý ha, hàng nội địa Nhật là điện 100V nha anh em. Đó. Rồi, con này thì tình trạng cũng còn khá là đẹp anh em ha. Rất là xứng đáng sưu tầm ha. Đó, cái này bằng thủy tinh, rất là dày dặn ha. Rồi, ghim điện là chạy thôi. Những cái này nè, nó rất là bền bỉ. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu nha anh em. Cái này là 1 triệu nha. Đó, giờ anh em lưu ý ha, máy xay sinh tố thì nó có rất là nhiều loại. Đó, nó có rất là nhiều loại, cũng như cái giá của nó cũng khác nhau. Cho nên là thường những cái dòng mà xịn thì giá nó sẽ cao hơn bình thường xíu nha anh em. Rồi, thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu nào thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cây đàn Casio, đàn organ Casio, hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nha anh em. Rồi thì cái cây đàn này là nó được cái là nó sử dụng điện AutoVolt luôn, là điện là từ 100 cho tới là 220 anh em đều xài được luôn nha anh em. Rồi thì cái này cái công tắc tắt mở nó thì nằm ở bên đây thôi. Đó, nằm ở bên đây thôi, mình chỉ việc mở lên thôi. Rồi thì trước tiên thì em cũng sẽ đo sơ cái kích thước qua cho anh em mình để anh em mình hình dung được ha. Rồi, chiều dài của cái đàn này là khoảng 93cm anh em ha. Chiều dài là 93cm. Còn chiều rộng của nó là 38cm nha anh em. 93 x 38 nha, rất là to, anh em nhìn vô cái bàn tay của em là anh em cũng hình dung được nha. Rồi thì cái này ở đây á, thì em cũng sẽ mở thử cho anh em mình luôn để anh em mình nghe thử ha. Rồi, cái cây đàn này á, thì nó cũng có rất là nhiều cái chế độ anh em nha. Nó anh em mua về cho con em mình học hoặc là mình học cũng được luôn. Đó, mình học thì mình tìm hiểu thêm nha anh em. Rất là nhiều cái chế độ ha. Đem thử cho anh em. Sang. Đó, rất là nhiều cái chế độ luôn nha anh em. Rồi thì cái cây đàn organ của Casio màu trắng này thì bên em đang bán với giá 1,5 triệu nha anh em. Đó, 1,5 triệu cây này nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy lọc không khí của thương hiệu Panasonic, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì cái mẫu này thì đợt này em về nó khá là đẹp cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi, thì anh em mình thấy ha, nó thiết kế của cái mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rồi thì cái con này á, em sẽ cho anh em coi sơ cái công suất ha. Công suất của cái mẫu máy lọc không khí này là 52W nha anh em. Điện là của Nhật là điện 100V. Và cái con lọc không khí này thì em sẽ nói sơ qua cái chức năng của nó nha anh em. Thì tất cả những dòng máy lọc không khí thì hầu như là nó này đều có chung cái chức năng là nó lọc không khí nè, lọc bụi nè,
khử mùi nè, ion hóa không khí nè, và một cái chức năng cũng rất là quan trọng nữa, đó là chức năng bù ẩm. Rồi, thì cái nguyên tắc hoạt động của nó thì nó sẽ hút một cái lượng không khí vô trong cái máy này và thải ra một cái không khí đã lọc rồi. Đó, ở bên Nhật người ta là rất là quan tâm tới vấn đề sức khỏe, cho nên hầu như nhà nào cũng có một cái máy lọc không khí hết, cho nên hầu như người ta sống rất là lâu. Đó, rồi, còn á, cái chức năng quan trọng là như em nói là cái chức năng bù ẩm. Thì bù ẩm là một cái chức năng mà anh em bên hông nè, nó đều có một cái ngăn nước. Anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này. Đó, anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này thì anh em đóng lại. Trong cái quá trình mình sử dụng, mình chọn cái chế độ bù ẩm, thì ví dụ như là anh em hay ở máy lạnh nè, hay ở những cái môi trường khô nè, những anh em hay bị khát nước, bị khô, hay là những cái môi trường mà nó oi bức, nó bị khô á, thì mình sử dụng cái chế độ mà bù ẩm thì nó sẽ làm dịu cái không khí lại, nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. Thật sự là anh em ngồi gần những máy lọc không khí thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái nha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước trước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mẫu máy lọc không khí này là chiều cao của nó là khoảng 60. Đó, chiều cao là khoảng 60 nha anh em. Khoảng 59 ha. Đó, rồi. Chiều ngang của nó là 32 nè. Còn về cái độ dày ha nè. Cái độ dày của nó là 24. Đó, 59 x 32 x 24 anh em ha. Đó, đo coi nó có phù hợp với cái nhu cầu cũng như không gian của anh em hay không. Với một cái máy lọc không khí mà công suất 52W như vậy là nó cũng thuộc dạng là hàng công suất cao trong cái dòng máy lọc không khí anh em ha. Đó, cho nên là anh em ví dụ như là 52W thì nó cũng như một cái bóng đèn thôi. Anh em có thể mình mở cả ngày, nó suốt ngày sáng đêm gì đó mình mở. Nó ở trong phòng ngủ cũng được, phòng khách cũng được ha. Thường những cái mẫu máy cỡ này thì anh em lọc được trong cái phòng khoảng 30m² là ok. Nó 30m² đổ lại thì nó rất là ok nhé. Đó, còn về cái phần ở đây nè, nó ở đây nó có cái lưới lọc, thì trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày, nó mình có thể lấy cái lưới lọc ra vệ sinh, hoặc là lâu năm thì mình có thể mình thay lưới lọc cũng được. Cái lưới lọc này á, thì ở ngoài thị trường bán vài trăm ngàn thôi. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ ghim vô điện em test thử cho anh em mình luôn nha. Đó, em ghim vô điện, điện 100V ha. Hàng nội địa Nhật, điện zin của Nhật là điện 100V. Đó, thì ở đây nè, có cái nút on off bật lên thôi. Rồi, còn ở đây là anh em chọn chế độ. Thật ra nó có mấy nút à, anh em chọn vài lần là anh em sẽ quen nha. Đó, chế độ mạnh nè, chế độ nhẹ nè, chế độ ban đêm khi ngủ nè. Nó cái chế độ khi ngủ là nó sẽ không có ồn ào luôn. Đó, còn em thì em hay thích chế độ mạnh để cho nó khỏe. Cái chế độ mạnh thì nó mát anh em ha. Đây nè, đó anh em thấy không, cái lượng gió bay ra ha. Đó, đây nè. Đó, nếu như anh em ngồi gần nó thì mình có cảm giác như là nó gần giống như chức năng của một cái máy quạt nha anh em. Nếu như mình ngồi gần nó thì mình thấy nó cái chức năng nó giống như một cái máy quạt ha. Nhưng thật sự là nó đã lọc không khí rất là nhiều. Nó đã hút một cái lượng khí bụi bẩn vô và nó thải ra cái không khí trong lành hơn. Mình ngồi gần mình sẽ nghe rất là khỏe nha anh em. Rồi, ok, thì cái con này tình trạng khá là đẹp ha. Đó, y như là em quay luôn. Rồi, y như vậy. Thì cái con này bên em đang bán với giá là 1,7 triệu nha anh em. Đó, con này thì giá là 1,7 triệu ha. Và điện zin của Nhật là điện 100V. Nó là giá 1,7 triệu. Nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu sử dụng điện 220 thì bên em kỹ thuật sẽ lên điện 220 cho anh em luôn. Thì giá của nó là 1,8 triệu. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái này mình có thể mua để trong nhà hoặc mua cho những người lớn tuổi thì rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Điện zin của Nhật là giá 1,7 triệu, còn lên điện 220 là 1,8 triệu. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bàn xếp gọn anh em nha, để cho anh em đi camping, cắm trại, dã ngoại gì đó mà mình sử dụng ha. Thì cái này đi kèm nó có cái túi vải luôn cho mình, có thể là mình bỏ trong túi vải để mà mình mang vác đi cũng rất là tiện lợi anh em nha. Rồi, cái bàn này thì anh em cũng rất là dễ dàng, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó, mình chỉ việc mình mở cái khung ra nè, nó cái khung cái chân của nó ra nè. Đó, em ráp vô thử cho anh em xem luôn nha. Đó, mình mở trước tiên là cái khung. Đó, rồi cái mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, mình mở trước tiên là cái khung, cái tiếp theo nữa là mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, chỉ việc đặt mặt bàn lên thôi.
Đó, trong vòng một nốt nhạc là em đã có thể là em xếp xong cái bàn này rồi nha anh em. Đó, thấy không, chỉ việc là trong vòng vài giây thôi là em đã làm xong cái bàn này rồi. Đó, cái bàn kem pin cắm trại giả ngoại anh em thấy nè, nó rất là tiện lợi nè. Đó, em cầm lên nè, và nó cũng chịu lực cũng khá là tốt anh em nha. Đó, chịu lực cũng khá là tốt luôn nè, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này á, thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mặt bàn nè anh em ha. Kích thước của mặt bàn, chiều dài của mặt bàn là 56cm. Đó, chiều dài của mặt bàn là 56cm anh em nha. Rồi, còn về chiều rộng của cái mặt bàn nè. Đó, chiều rộng của cái mặt bàn là khoảng 41cm. 56 x 41 ha. Còn chiều cao của cái mặt bàn nó là khoảng là 41cm luôn. Đó, thì nó rất là thích hợp cho mình ha, để mình để đồ, công cụ, dụng cụ, hoặc là đi cắm trại thì anh em có thể để một cái bếp nè. Đó, những cái đồ để thức ăn lên đây ha. Rất là đẹp anh em ha, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha anh em. Mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi thì cái bàn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, cái giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 490k cái bàn như vậy thôi ha. Mình có thể mua để cắm trại dã ngoại, hoặc là mình hay ăn tiệc ở ngoài trời đó đó. Nó thì mình có những cái bàn này, nó mình để ra nó rất là gọn gàng, mà khi mà xếp lại cũng khá là tiện lợi luôn. Chỉ việc là mở lên nè. Đó, em mở lên cho anh em ha. Đó là em xếp lại là xong rồi. Đó anh em thấy, nó về là xếp lại là xong cái mặt bàn. Đó, còn cái phần chân thì chỉ việc mở cái này ra thôi, trả về phía sau, bóp vô. Đó, anh em thấy em trong vòng một nốt nhạc thôi mà đi kèm nó là nó có luôn cho mình cái túi nữa. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái túi để mình đựng nữa thì quá là hay ha anh em. Rồi, giá chỉ có 490k thôi ha. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn xếp gọn này thì inbox cho em luôn nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình mấy cái con cua phong thủy bằng đồng anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, anh em mình nhìn vô là thấy rồi ha. Đó, một cái con cua nó ngồi trên cái đống vàng và nó đang cầm một cái đồng tiền. Rất là đẹp luôn nha anh em. Làm rất là sắc sảo anh em ha. Rất là sắc sảo nha, rất là đẹp luôn á. Cua phong thủy bằng đồng. Rồi, ok, thì cái con này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, kích thước của nó là chiều cao của nó là 21cm. Chiều cao của nó 21cm ha. Còn chiều ngang của nó là 16.5cm. 21 x 16.5 anh em ha. Giờ cua này thì nó nặng khoảng là 1,6kg anh em. 1,5kg, 1,6kg nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, thì cua này thì bên em đang bán với giá là 1,3 triệu một con anh em ha. 1,3 triệu một con. Cái này nó thích hợp cho anh em mình để trên bàn làm việc nè. Đó, mình để trên bàn thờ, tủ thờ ông địa nè. Đó, bàn làm việc, hoặc là mình để ở trên những cái bàn, cái tủ của mình ha. Phong thủy nó rất là tốt nha anh em. Rồi, ok, anh em mình quan tâm tới cái mẫu cua đồng phong thủy này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái nồi cơm điện anh em ha. Đó, cái nồi cơm điện này là của thương hiệu là Toshiba nha. Rồi, thì cái nồi cơm này em sẽ mở thử cho anh em xem luôn. Đó, tình trạng nó là mới phun thùng anh em ha. Đó, tình trạng là mới phun thùng nha. Toshiba. Đó, nồi cơm điện của Toshiba, hàng chính hãng mới phun thùng anh em ha. Rồi thì cái nồi cơm này á, thì ở đây nó có những cái phím tắt mở nè. Rồi, nấu, giữ nóng, hẹn giờ, thời gian. Đó, các thể loại cho anh em mình ha. Rồi thì cái nồi cơm này á, bên trong của nó, cái lồng của nó nè. Cái nồi này là 1.8L nha anh em. Đó, cái nồi này tương đối rất là to, 1.8L anh em ha. Đó, đây, cái lồng 1.8L nè. Đó, tình trạng mới chưa qua sử dụng ha, không có gì mà anh em lăn tăn luôn á. Đó, rồi, ok, đi kèm nó có cho mình cái này nữa. Cái này chắc là cái đồ hấp anh em ha. Đó, khi anh em muốn hấp cái gì thì mình đặt cái này vô, rồi mình bỏ cái, thí dụ cái chén để hấp chân mắm hay gì đó thì anh em bỏ vô cũng được nha. Rồi, dây điện nè. Rồi, cái đồ bới cơm luôn. Đó, khá là ok anh em ha.
Đó, thì cái này tình trạng của nó mới 100% nha, chưa qua sử dụng luôn. Cái này là hàng chính hãng và sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Nó nói chung nó rất là chất lượng, công suất của nó là 800W ha. Đó. Công suất 800W, 1.8L. Toshiba, hàng chính hãng, Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan. Rồi, ok. Thì cái này á, thì cái nồi này thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 nha anh em. Đó, 2.500.000 một cái nồi như vậy. Rồi, thì anh em nào mình quan tâm tới cái nồi cơm của Toshiba này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái nồi này thì 1.8L thì gia đình 4-5 người ăn, 6 người ăn, ok nha. Đó, rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu nồi cơm Toshiba này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo nay mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dao rọc giấy anh em ha. Đó, đây là một cái lô dao rọc giấy nó rất là xịn sò của Kabushi Japan. Rồi thì cái dao rọc giấy này ở bên trong cái dao nó có sẵn là 5 cái lưỡi anh em ha. Ở bên trong mỗi cái dao này là nó có sẵn là 5 cái lưỡi dao rọc giấy rồi nha anh em. Thì cái này em bán một lần là một cặp ha. Đó, một cặp này là 100k nha anh em. Đó, có sẵn 5 cái lưỡi ở trong đây rồi. Rồi còn nếu như anh em nào mà mình muốn mua thêm lưỡi thì một cái hộp như vậy nó gồm 10 cái lưỡi dao rọc giấy nữa đó, thì giá là 30k. Đó, anh em có thể mua thêm cũng được anh em ha. Còn một cái cặp dao rọc giấy như vậy là 100k nha anh em. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng ha, Kabushi Japan. Rồi, ok. Anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em mình là một cái lô liều cắm trại ha. Đó, thì cái lô này hàng thanh lý giá cực kỳ rẻ cho anh chị em mình luôn nha. Đó, thì anh chị em mình khi nhận hàng á, thì nó sẽ xếp gọn ở trong một cái túi như vậy để mình mang đi cắm trại, camping, du lịch, đi câu cá hay là đi đâu đó mà cần một cái liều á, thì cũng rất là ok anh em ha. Đó, thì cái liều này á, thì anh em mình chỉ việc là mình mở ra. Đó, mình mở ra là bên trong nó có một cái liều xếp rất là gọn gàng như vậy. Khi mà anh em mình mở ra, nó mình dựng lên thì nó sẽ lên được một cái liều như vậy anh em ha. Đó, thì ở trong đây nó có các màu nha anh em. Đó, nó có các màu gửi đến anh em là màu ngẫu nhiên ha, bởi vì nó không có cái nào giống cái nào hết á. Rồi, thì cái liều này anh em mình nhìn sơ qua mình thấy ha, nó thiết kế khá là đẹp nha. Và cái này cái kích thước của nó nha, chiều dài là 1m9, chiều rộng là 1m3, cái này thích hợp cho hai người anh em ha. Đó, hai người nằm rất vừa vặn luôn nha, 1m9 x 1m3. Rồi, ở dưới những cái này, nó ở dưới những cái này nó có cho mình á, một cái đồ để anh em gài xuống đất anh em ha. Khi mà mình gài á thì nó sẽ bảo vệ mình khi mà gió mưa bão gì đó ha. Nó gió mưa bão gì đó thì cái liều nó cũng rất là kiên cố. Rồi, còn phần trên này, cái nóc này. Đó, cái nóc này thì nó có một cho mình là những cái lưới thông gió này, cái lưới này cái thứ nhất ban đêm mình có thể mình mở ra để cho nó thông gió cho nó mát ha, mà nó cũng ngăn được côn trùng. Còn nếu như mà trời mưa sương hay gì đó thì mình cứ đẩy cái này lại. Rồi, thì cái này á, cái mặt trước đó anh em ha, cái mặt trước nó có một cái cửa nè. Đó, cái cửa nè, nó có một cái cửa anh em ha, và một cái lớp lưới này để bảo vệ ngăn côn trùng nè. Ví dụ mình muốn mở ra cho nó thoáng mát nhưng mà mình sử dụng cái lưới này nó để cho nó ngăn côn trùng không có bay vô trong lều ha. Rồi, nó thiết kế thì khá là đẹp anh em ha, thiết kế thì khá là đẹp mà giá cực kỳ rẻ đó. Cái này á, cái liều này em nói luôn là giá chỉ có 180.000 cái à. Đó, 180k một cái liều như vậy anh em ha. Không còn cái gì mà suy nghĩ luôn. Cái này là cái hàng mà hàng xuất khẩu, người ta xuất khẩu mà người ta làm dư, xưởng người ta làm dư anh em. Đó, cho nên là người ta để một cái giá rất là tốt cho mình nha. Đó. Rồi, giá chỉ có 180.000 thôi. Nó dài 1m9 ngang 1m3, thích hợp cho hai người anh em ha. Rồi, và cái liều này á, thì thường tất cả những cái liều anh em thấy những cái loại giải như vậy là nó có chống nước, nhưng mà nó chỉ chống nước là chống nước mưa nhỏ hoặc sương rồi thôi. Còn nếu như mà anh em mà mình đi cắm trại á, mà mình đi cắm trại mà đi mưa bão lớn á, thì mình phải mua thêm một cái tấm nữa, gọi là cái tấm bạc á. Cái tấm bạc anh em che ở phía trên nữa là bao luôn anh em. Còn những cái liều cơ bản phần lớn thì nó đều là như vậy thôi. Đó, nó cũng chống được mưa nhỏ với là sương rồi các thể loại cho mình nhé. Rồi, thì cái liều này thích hợp hai người ha, thậm chí hai vợ chồng với một đứa con cũng được luôn. Rồi, ok anh em, liều này thì bên em đang bán với giá là 180k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Màu thì màu ngẫu nhiên nha, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.
Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thước anh em ha. Đó, cái này là mẫu thước kéo nha anh em. Thước kéo dành cho anh em mình đo đất nè, hoặc là mình đo những cái gì có chiều dài nó dài á, nó thì mình đo bằng cái này rất là ok anh em ha. Rồi, cái này rất là chất lượng nha anh em. Nó đây nó có cái tay cầm nè, anh em chỉ việc mình ghim xuống đất rồi là mình kéo nó đi thôi. Nó khá là hay anh em ha. Nè, cái phần đầu này nè, nó mình mở ra nó có cái mũi nhọn anh em ha. Thì khi mà anh em ghim xuống đất vậy nè, rồi là mình rút nó, ví dụ đây, em rút như vậy đi. Đó, thì đây ha anh em ha, nó có cái mặt số nè. Rồi, còn khi mà anh em xài xong thì chỉ việc vậy, có cái tay quay, mình quay nó, mình cuốn lại thôi. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái này nó làm bằng kim loại anh em ha. Đó, nó làm bằng cái tấm thép ha. Nó cho nên là nó rất là bền nha anh em. Rồi, xài xong thì chỉ việc mình cuốn lại thôi. Cầm đi cũng rất là gọn gàng anh em ha. Chiều dài của nó tối đa là lên đến 50m nha anh em. Rồi, cái này thì mình đóng lại thôi. Khá là hay anh em ha. Rồi, ok anh em, cái này thì bên em đang bán với giá là 250k thôi. 250 cái thước đo 50m như vậy anh em. Đó, thước đo cắm đất 50m rất là xịn sò ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Rồi, ok. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô cưa xích pin hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Nishido nha anh em. Đó, thì cái cưa xích này nó rất là tiện lợi, nó rất là gọn gàng, anh em chỉ cần cầm một tay thôi. Đó là anh em có thể cưa cắt cành cây ha, tỉa dọn sân vườn ha, những cái cây ở trong nhà mình ha, nó khá là ok. Rồi thì cái cưa xích này, cái lam xích của nó để em đo cho anh em mình luôn. Rồi, cái lam xích của nó là khoảng 16 cm anh em ha, là 160mm nha. Rồi thì cái cưa xích này á, thì đi trọn bộ của nó là nó có đầy đủ cái hộp như vậy cho anh em mình luôn ha. Đó, cái đợt này về nó có đầy đủ hộp luôn, với lại nó có luôn cho mình con vít để anh mình có thể mình tháo lắp cái lưỡi xích nha. Rồi mình chỉ việc mình cầm trên tay nè, bấm là chạy thôi. Đi kèm nó cái bộ combo này là nó gồm hai pin luôn anh em. Đó, hai pin 20V ha. Đó, thì đây. Rồi, khá là ok. Bấm này ở đây nè, nó có cái khóa an toàn anh em ha, mình để chắc chắn là mình sẵn sàng mình bấm á thì nó mới chạy ha, còn nếu như anh em bóp cái cò không thì nó cũng không chạy đâu. Ở đây nó có khóa an toàn nè, bấm này vô nè, bấm mới chạy nè. Đó. Đó, cái dòng tua cũng cực kỳ mạnh anh em nhé. Đó, rồi thì bây giờ cái này em sẽ test thử, em cưa cái cây cho anh em xem thử luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test, em tua thử khúc cây cho anh em mình coi luôn nha. Bấm nút ra. Ok, nó tích tắc là em cưa cho anh em xong 3 khúc cây ha. Cây này nó bự hơn cái cổ tay em nữa nha anh em. Đó, thì cái này cưa cũng rất là nhanh ha, rất là mạnh nha. Đó. Khá là ok. Rồi, quá là hay luôn anh em ơi. Đó, thì anh em thấy cái hiệu quả của cái cưa xích này ha, rất là gọn gàng mà rất là khỏe nha. Rồi anh em có thể cưa cây dọn dẹp sân vườn các thể loại luôn nha. Rồi thì cái cưa này trọn bộ của nó thì như em quay là gồm là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè. Đó, và sạc này là sạc xài được AutoVolt luôn anh em. Đó, sạc xài được AutoVolt từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, thì trọn bộ này thì bên em đang bán với giá ha, đợt này về giá chỉ có 550k thôi. Trọn bộ này là giá 550k ha, rất là rẻ luôn. Còn nếu như anh em mà mình muốn mua thêm một cái xích nữa để trong cái quá trình mình sử dụng lâu á thì mình có thể thay xích anh em ha. Thật ra là cái xích này nè, trong cái quá trình mình xài nó sẽ bị mòn thì mình chỉ việc mình giũa lại thôi, mình giũa rất là nhiều lần thì mới phải thay. Nhưng mà nếu như anh em nào vẫn muốn mua thêm cái lưỡi xích thì bên em có kèm thêm một cái lưỡi xích nữa. Nếu như anh em mua thêm cái lưỡi xích này thì thêm 100k nữa, là trọn bộ của cái này là 550. Nhưng nếu như thêm một cái lưỡi xích dự phòng nữa thì là 650 nha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu cưa xích pin của Nishido này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái thùng rác ha. Đây là thùng rác, cũng thùng rác mini thôi. Đó, thùng rác mini hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Yoshida ha. Rồi thì cái này anh em chỉ việc nè, nó có cái đồ đạp, anh em chỉ việc đạp rồi tự động nó hạ xuống thôi.
nó đạp lên. Rồi giờ bên trong nó có một cái lồng anh em ha. Cái lồng này á là nó cũng nè, mình nhìn cái đồ xịn nè, không là anh em nhìn ở bên trong đó nè. Đó, rất là đẹp luôn ha, rất là chắc chắn anh em, chỉ việc là mình bỏ rác vô trong đây thôi, hoặc là mình có thể bỏ vô trong cái túi ni lông á mình xài anh em ha. Đó, trọn bộ của nó là như vậy. Rồi, ok, cái này thì em cũng sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái thùng rác này là chiều cao của nó là 35cm. Đó, chiều cao là 35cm ha anh em. Chiều rộng của nó là 15.5. Đó, 35 x 15.5. Rồi, còn chiều sâu của nó là 26. Rồi, thì tình trạng là chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn. Rồi, ok, gần như mới luôn anh em ha. Trên đây còn cái siêu chưa lọt luôn nè. Rồi, ok, cái thùng rác này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, thùng rác hàng nội địa Nhật ha. Thùng này là 7 lít 490k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em luôn. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình ba cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện vào của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi, ok. Rồi, ở đây thì em lên tiếp cho anh em là mấy cái đầu khò ga anh em ha. Nó đầu khò ga có đánh lửa tự động luôn nè anh em. Đó, nó có đánh lửa tự động luôn ha. Anh em chỉ việc là mình gắn vô bình ga mình xài thôi. Còn ở phía sau là anh em chỉnh ga nè, nó lượng ga lớn nhỏ anh em ha. Rồi thì cái lô này nó rất là xịn sò cho anh em mình nha. Nó cái lô này thì giá của nó chỉ có 60k một cái thôi. Đó, hàng nội địa Nhật mà giá có 60k thôi nha anh em. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó đầu khò ga nội địa Nhật giá 60k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái con đại bàng phong thủy của Nhật anh em ha. Thì cái con đại bàng này là nó được làm bằng gan. Nó được làm bằng kim loại nha anh em. Nè, đây là 500 nè. Đó, nó hít anh em ha. Đó, hít ha. Ha. Đó, nó được làm bằng gan. Rất là nặng anh em ha. Thì cái con đại bàng này thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Người ta làm thiết kế là một cái con chim đại bàng nó đậu trên cái cành cây. Đó, nhìn nó rất là ngầu anh em ha. Nhìn nó rất là dữ tợn luôn á. Rồi thì cái con đại bàng này á, thì ở bên Nhật người ta phong thủy những cái con chim đại bàng để trong phòng làm việc hoặc là để trong nhà thì nó kiểu như là nó có cái tác dụng là nó thu hút tiền tài ha anh em. Nó thu hút tiền tài. Đó, rất là phong thủy, rất là tốt nha. Người Nhật người ta rất là thích trưng bày những cái con này. Đó thì anh em mình nhìn tổng thể là mình thấy ha, cái con này nhìn rất là đẹp luôn anh em. Nhìn nó y như là con chim thiệt luôn ha. Rất là đẹp nha. Thường những cái con chim đại bàng mà được làm bằng gan, bằng kim loại đồ đó anh em thì nó đẹp, rất là khó tìm những con đẹp nha. Rồi thì cái này anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, tổng thể khá là đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi về chiều cao anh em nha. Từ dưới đất lên tới cái phần cánh này là khoảng 46cm. Đó, cái cánh đó, từ dưới đất lên lên tới phần cánh là khoảng tầm 46cm anh em ha.
Đó, rồi tiếp theo thì từ ở dưới đất lên tới cái mỏ con chim đi. Rồi, từ dưới đất lên tới cái mỏ con chim là khoảng là 23 cm. Còn cái sải cánh anh em ha, em sẽ đo cái sải cánh từ bên đây nè. Đó, cái sải cánh từ bên đây qua bên đây là cũng là 48 cm. Đó, sải cánh là 48 cm nha anh em. Rồi, cái con chim đại vàng này nó rất là nặng anh em ha, nó nặng khoảng 7,1 kg, 7,2 kg gì đó. Đó, tức là hơn 7 kg nha anh em. Rồi, rất là đẹp, nhìn mặt rất là dữ anh em ha. Đó. Rồi, ok. Thì cái con chim đại vàng này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, chim đại vàng, phong thủy của Nhật ha, được làm bằng kim loại, được làm bằng gan, cho nên nó rất là bền. Đó, anh em có thể để vài trăm năm nó cũng vậy, rất đẹp nha anh em. Rồi, ok, giá là 4,5 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Đây, tiếp tục em lên tiếp cho anh em là bình chăm nhớt ha. Nó giai đoạn cuối năm rồi, có một số máy móc hoặc là những cái công cụ dụng cụ cần phải bảo trì, hoặc là anh em mỗi lần mình xài xong cái gì đó thì mình có thể chăm cho nó miếng nhớt ha. Thì trước tiên mình phải có cái bình nhớt cái đã. Có nhiều khi mình xài kèm kéo mỏ lết đồ xong á, mình lười quá rồi mình quăng qua bên, lâu lâu mình lấy ra mình xài thì nó bị rỉ sét á, thì nó bị hư những cái công cụ dụng cụ của mình thì nó rất là đáng tiếc. Anh em mình mua cái bình chăm nhớt như vậy nè, nó mình bỏ nhớt vô, nó mình bỏ nhớt vô trong đây rồi, là chỉ việc là mỗi lần mà xài xong á, mình bỏ nó, mình bỏ cái bình này ở trong cái thùng đựng dụng cụ của mình luôn. Mỗi lần xài xong cái mình xịt 2-3 cái vô trong cái công cụ dụng cụ của mình thì nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Rồi thì cái bình chăm nhớt này giá bên em đang bán với giá là chỉ có 40k một cái thôi, giá rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, rồi 40k nha anh em. Đã rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu dao của Nhật rất là xịn ha anh em, siêu VIP ha. Rồi thì ở đây đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em là một cái mẫu dao của Takayuki. Thì cái dao này á, là dao sashimi. Anh em thấy ha, thường ta thắt rắc cá hồi hay là cái gì đó, thịt mỏng, thịt dài gì đó thì ta sử dụng những con dao này. Và đầu bếp Nhật sử dụng những cái dao này. Thì anh em thấy ha, cái dao này cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha. Đó, nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Rồi thì cái dao này, mẫu này cực bén anh em ha. Rồi cái này á, thì em đo chiều dài cho anh em. Chiều dài của tổng thể của nó lên đến là 39.5 anh em ha, gần 40 cm nha. Rồi tình trạng chưa qua sử dụng ha, sản xuất tại Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k. Đó, mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em nữa là một cái mẫu dao của Takayuki nữa. Mẫu này thì gọi là mẫu D3, dao D3. Đó thì anh em thấy ha, độ dày nó rất dày anh em ha. Nó làm rất là đặc thù, rất là dày dặn của cái mẫu dao D3 này luôn. Rồi thì cái này độ hoàn thiện của nó cũng như vậy luôn. Đó, cái này là Takayuki Made in Japan anh em ha. Rồi ok, rất bén anh em ha. Rất bén, rất đẹp nha. Rồi cái dao này thì chiều dài của nó là 30.5 cm nha. Rồi con dao này thì giá của nó là 350k nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là tới một cái con D3 lớn. D3 lớn rất là to nha. Đó, độ dày của nó cực kỳ dày nè. Rồi Takayuki. Đó, sản xuất tại Nhật anh em ha. Rồi, rất xịn sò luôn. Rồi thì con này thì bên em đang bán với giá là 400k một con nha anh em. Thì trọn bộ nó, nếu như anh em mình mua trọn bộ là gồm là một cây sashimi. Đó, anh em mua trọn bộ là gồm một cây sashimi, một dao D3 nhỏ, một dao D3 lớn thì trọn bộ là 1.040.000, bên em sẽ bao ship cho anh em nha. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới những cái mẫu dao này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện, mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè, nó ghế sofa nè, giường nè, giường ngủ nè ha, chăn ra gối nệm nè. Đó thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha, cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á, là nó là, rồi con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung. Khi anh em mở lên, khi anh em mở máy lên á, thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao, để cho khi mà để trên nệm đó. Thì đây em mở thử cho anh em coi nè. Đó, nó rung nè. Đó, nó rung nè anh em thấy không. Đó,
Đó thì cái phần này nó rung á, khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này. Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220, chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha, đẩy qua lần nào là sạch lần đấy liền. Đó. Rồi, sạch trơn luôn. Đó. Thấy không? Rất là ok anh em ha. Ở đây hai này nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi trong cái lúc mà nó hoạt động thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi á, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi. Mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây. Những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi, tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây. Công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga, gối nệm hay sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt giải nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt giải rất là xịn sò, siêu dài luôn cho anh em mình ha. Đó, rồi cái mẫu này á, thì để em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Đó, đây. Đây, cái chiều dài tối đa của cái mẫu này là 30cm nha anh em. Đó, khá là dày ha. Đó, để dành cho anh em mình cắt giải, cắt giấy rồi ha. Cắt những cái gì mà anh em có thể cắt được thì anh em cứ cắt thoải mái nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 190k cây nha anh em. 190k một cái cây kéo như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250 cặp nha anh em. Đó, 250k một cặp nè. Đó, và đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha, một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi đều rất là sạch sẽ nha. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì đây ở trong cái kiện hàng của Nhật đợt này em về được cho anh em là một cái cây đàn Yamaha, đàn guitar của Yamaha. Rồi thì cái cây đàn này là Yamaha, cái mã của nó là FG202 anh em ha. Rồi thì cái này là cái dòng dây của nó là dây kim loại anh em ha. Dây kim loại thì nó là acoustic ha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ở phía sau nè. Đó, nó có cái những cái phím của nó anh em ha. Những cái phím nè, nó Yamaha Japan nha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, về tổng thể thì quá là ok anh em ơi. Cây này thì anh em mua sưu tầm rồi cũng rất là ngon ha. Nó sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay là chơi cũng khá là ok. Rồi, cái cây này thì mã của nó nè. Nó FG202 và cái này Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, cái này thì em cũng cho anh em nghe thử luôn âm thanh. Đó. Âm thanh cực kỳ vang nha anh em, rất vang nha. Đó. Đó. Nói chung cái này em chưa lên dây lại. Đó, em chưa lên dây lại, anh em về mình lên dây đàn lại là
quá là hay. Còn về cái độ vang của nó thì cực kỳ vang nha anh em. Anh em biết rồi ha, cái kỹ thuật làm đàn của Nhật á, thì nó là đứng top đầu thế giới rồi ha. Nó ở bên châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Yamaha như vậy. Cho nên tại Nhật nó cũng rất là giá trị anh em nha. Rồi cây này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha. Rất đẹp. Đó. Rồi âm thanh thì vang hay. Cần thì cũng rất là chuẩn anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em. Thì cái cây đàn Yamaha của Nhật này, mã là FG202, thì bên em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đó, cây này giá là 5,5 triệu nha. Rất là giá trị cho anh em sưu tầm nha. Âm thanh rất vang. Rồi ok, 5,5 triệu. Anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái bộ combo vớ ha anh em. Vớ Tommy. Đó, vớ xịn anh em ha. Hàng xuất qua châu Âu nha. Đó, thì đại khái em cho anh em coi sơ đi. Đó, anh em mình thấy ha, hàng xuất qua châu Âu ha. Một cái combo như vậy, nó qua tới Mỹ á, thì nó khoảng là 99 đô nè anh em. Combo là gồm 5 đôi anh em ha. Đó, combo 50 năm đôi. Nó qua tới Mỹ là nó khoảng là 99 đô. Đó, đây nè, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ anh em ha. Đó, tình trạng của nó thì chưa có qua sử dụng nha. Và cái vớ này á, thì em sẽ bán một lần là 5 đôi anh em ha. Số lượng thì đó, bán một lần thì 5 đôi. Nó gồm là màu trắng nè, màu xám nè anh em ha. Màu trắng, màu xám với là màu xanh. Đó, thì em sẽ bán một cái combo là nó gồm 5 đôi. Đó, 5 đôi là 100k. Nó chỉ ở bên qua tới Mỹ 100 đô mà ở đây em chỉ thanh lý 100k thì khoảng là 20 ngàn một đôi thôi. 20k một đôi thôi. Nó có 3 màu, màu xanh, nè màu xám và màu trắng nha anh em. Rồi thì cái này em ship một lần là 5 đôi. Thì anh em quan tâm thì inbox giúp em ha. 5 đôi là 100k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái dụng cụ không thể thiếu của anh em luôn ha. Đó, đây là cái mẫu bút thử điện nha anh em. Nói chung mình làm nghề gì cũng vậy, mình cũng nên có cái bút thử điện này cho nó an toàn ha. Khi mà đụng tới điện đó thì sử dụng cái bút này để nó dò điện rất là hay. Rồi thì cái mẫu bút thử điện này thì trước tiên thì nó sẽ đo được điện anh em ha. Nè, em sẽ thử đo cho anh em coi. Nó ví dụ như là em thử ở đây. Đó, anh em thấy không? Đèn nó cháy nè. Đó. Đó, đây nè. Đó, đèn cháy là có điện anh em ha. Đó. Rồi, nó cháy mạnh nó thì tức là nó là dây nóng ha. Còn nó cháy nhẹ thì nó là dây lạnh ha. Rồi, với lại là nó đo được luôn là cái rò rỉ điện anh em ha. Đó, nó cũng rất là hay. Nó đo được luôn là tức là dây nó có bị đứt hay không ha. Nó nói chung cái bút thử điện này nó cũng khá là hay, rất là thông minh anh em ha. Rồi, thì giá của nó chỉ có 40k thôi. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ inbox cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô quạt pin. Đó, hàng nội địa Nhật luôn anh em ha. Đó, đây. Đây là của cái thương hiệu là Nansin anh em nha. Đó, thì cái quạt pin này á, là cái sử dụng pin là 20V nha. Đó, với lại cái sử dụng pin là pin 20V và cánh của nó là 22 cm. Đó, thì bây giờ em cũng sẽ đo sơ qua thử cho anh chị em mình luôn để anh chị em mình hình dung nha. Rồi, đường kính của cái cánh quạt của nó là 22 cm anh em ha. Chiều cao nè, chiều cao từ ở dưới đất lên tới trên cái đỉnh của cánh quạt là nó là 32 cm. Đó, thì cái này á, đi kèm của nó trọn bộ là gồm một cái quạt, một viên pin nè. Đó, một quạt, một viên pin 2A và một cái sạc anh em ha. Và cái sạc này á, là nó sử dụng được là điện AutoVolt luôn, là từ 100 cho tới là 220V nha. Rồi, với lại ở phía sau nó là nó có cái công tắc gồm hai cấp độ anh em ha. Cái cấp độ thứ nhất nè. Đó, quạt rất mạnh nha anh em. Rồi, tiếp theo là cấp độ thứ hai là mạnh hơn nữa nha anh em. Đó, anh em nghe âm thanh nè. Đó, rất là mát luôn nha. Cái này anh em có thể để trên bàn ha. Nó mát, rất là mát. Và cái đợt này em về á, nó khác với cái mẫu trước xíu là ở đây. Nó có cho mình là cái điều chỉnh là quay qua quay lại luôn anh em nha. Đó, mình chỉ cần mình gạt nó một cái nè, là cái quạt nó sẽ quay qua quay lại cho mình luôn nè. Đó.
Nó tức là nó có thêm một cái chế độ là quay sang trái phải và quay sang trái luôn nha anh em. Đó, thường một cái viên pin này là anh em xài cũng được là 3 tiếng cho tới 6 tiếng anh em ha, tùy vào cái cấp độ anh em xài. Đó, cho nên cái thời gian nó xài cũng rất là lâu. Đó, cực kỳ mát luôn nha anh em, rất mát nha. Còn nếu như mà mình không muốn nó quay qua quay lại thì ở đây nó có cái cần gạt này, mình gạt nó cố định thôi là nó sẽ cố định một chỗ, nó không quay đi đâu hết. Rồi thì trọn bộ của nó nè, nó em báo lại luôn cho anh em mình, trọn bộ là gồm một cái quạt, một viên pin và một cái sạc như ở trên hình, thì bên em đang bán với giá là 450 nha anh em. Đó, 450 ha, là gồm là một quạt, một pin và một sạc. Còn nếu như anh em nào mà mình có cái nhu cầu mà mình muốn mua thêm một viên pin nữa thì bên em bán lẻ thêm một viên pin nữa là thêm 100k nữa nha anh em. Đó, rất là tiện lợi cho anh em ha, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Nó cái này là cái cánh của nó là bằng kim loại luôn nha anh em. Cái vỏ này nè, nó cái vỏ này cũng bằng kim loại và cái cánh cũng bằng kim loại luôn. Nói chung nó rất là chắc chắn anh em ha, với lại là nó cũng rất là tiện dụng nữa. Mà nó quạt cực kỳ khỏe và thời gian sử dụng cũng rất là lâu. Rồi thì anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Bản một pin thì là 450, còn nếu như thêm một viên pin nữa nó là thêm 100k nữa là 550 nha anh em. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái hộp đựng mũi vít của Boss nha. Đó thì cái hộp này nó rất là nhỏ gọn thôi, anh em có thể đựng mũi khoan, mũi vít gì đó nó vừa trong đây là mình sử dụng nha. Đó, cái này là của Boss chính hãng nha anh em. Đó, chính hãng của Boss luôn. Rồi thì cái hộp này á, là cái kích thước của nó thí dụ như là nó ngang khoảng 10cm nha anh em, còn dài thì khoảng là 18. Đó, ngang 10, dài khoảng 18cm nha. Rồi cái này là tình trạng là chưa qua sử dụng luôn ha, thương hiệu chính hãng của Boss. Đó, Boss Germany. Đó, con này thì nó sản xuất tại Việt Nam. Rồi cái hộp này thì giá 170k nha anh em, 170k một cái hộp dựng vít của Boss nha. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây đi. Đó, anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha anh em. Dạ rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em trong mấy cái video sắp tới nha.